theo Nguyễn Ngọc Lan. Trước khi nông dân Dương Vi vào chia sẻ một số vấn đề nhằm lật tẩy cái âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản cách mạng ở trong nước cũng như hải ngoại, thì Dương Vi xin chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các chị, các cô, các bác, các dì, các em, chị em phụ nữ nhân dịp 20 tháng 10 mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc một nửa thế giới của đàn ông luôn luôn hạnh phúc và vì gia đình, vì xã hội nỗ lực làm những việc mà phụ nữ trên thế giới không thể làm được, chỉ có phụ nữ Việt Nam làm được mà thôi. Đối với cái việc mà cộng đồng mạng thời gian này rêu rao trong cái cuộc đấu tranh để cho nhà cầm quyền nhà nước Việt Nam thả mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra để sang định cư ở Mỹ là một bước tiến thành công của bọn chúng. Nhưng cái điều đó sẽ không gọi là không phải là thành công mà là một bước đà để tạo điều kiện cho những kẻ phản động ở hải ngoại cũng như ở trong nước này này có cơ hội để đi lưu vong và không có quê hương về lần nữa. Cháu mời cô Gia Hoàng. Đang thêm cô Gia Hoàng. Cô khỏe chứ ạ? Chào mọi người trên diễn đàn nha. Đêm khuya này có còn người xem nữa không? Sao mà lên muộn thế? À, cháu hay lên muộn rồi. Bởi vì thời gian này cháu hơi bận. Con mẹ nấm đi sang Mỹ rồi à? Vâng. Nó sang bao giờ? Hôm nay. Nó sang ở bên Mỹ đang trục xuất bao nhiêu? 8.600. 710. Đang còn thiếu con mẹ nấm nữa. Sang bên mà đi bốc cứt. Hãy nhìn cái gió của cái thằng điếu cày với lại... mẹ con nhà Kim Thành nó sang bên nó đi nhặt rác đó, thiếu mẹ con nhà mẹ nấm nó sang nhặt rác à. Ở bên này thì ưa chuộng thế đấy, nhưng mà đến khi sang bên nó mà xem. Sang bên nó xem hắn có cho ăn không? Hắn có nó làm cho mà ăn không? Đù má ở nước Mỹ mẹ... người ta nó tưởng đâu là cái nước Mỹ là cái nước thiên đường của chúng nó hả? Vâng, chính nhập... quyền Mỹ người ta chỉ bảo trợ trong vòng 6 tháng trong lúc tìm công ăn việc làm sau 6 tháng không tìm được công ăn việc làm nó cắt trợ cắt. Tháng mà cô nói cho cháu biết này. Cái 6 à. Tháng đó mẹ con nhà con mẹ nấm có đi tìm được tiền mà đi học tiếng Anh không? Có đi tìm được tiền học tiếng Anh không? Hay là sang bên nó đi dọn móng tay móng chân, dọn móng tay móng chân nó cũng phải tìm cái người mà có hình dáng một tí với có người đến người ta làm. Chứ không đến phần con mẹ nấm mà buôn cá buôn mắm ở bên đó thì cũng thời ngày xưa cơ, bây giờ không có còn không còn còn chỗ ngồi nữa đâu. Mà sang bên nữa mà hay là lại muốn màn trời chiếu đất. Ở Việt Nam chưa phải nằm màn trời chiếu đất, phải sang bên đi nằm màn trời chiếu đất. Nghe nói bảo là con Như Quỳnh ấy. Con Như Quỳnh về đưa làm thủ tục giấy tờ để cho con mẹ nấm với con mẹ nấm sang bên đó mà. Đúng không? Hai đứa. Vâng. Con Như Quỳnh nhá. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là là mẹ nấm đó, đưa hai đứa con sang đó thôi. À. Thế là đi tức là đi ở Việt Nam nó diễn hè diễn kịch rồi bây giờ bọn
còn hải ngoại gửi chúng nó sang bên nó để đi Vâng. đi nhặt đồng nát. Không có, rồi ở Việt Nam nó chưa được nhặt, nó phải sang bên, nó phải tạo nghề cho nó, phải đi làm cái nghề đồng nát. Không có, mẹ con nhà Kim Thành nó nhặt hết rồi. Thằng Liễu Cày thì nhặt bên này, à, vợ chồng nhà Huy Hà Vũ thì đang rửa bát cho quán Trung Quốc. Còn cái bọn mà không có công ăn việc làm ấy thì cứ đến cái quán Trung Quốc ấy, miệng thì nó chửi Trung Quốc, nhưng mà chiều tối hoặc trưa đấy là thường thường nó hay đứng ở nơi cái quán Trung Quốc ấy để đi kiếm ăn. Đi kiếm ăn thì như nào, người ta ăn thừa cơm thừa anh cặn rồi, là anh cái đồ thừa đấy ta mang ra cái thùng rác đấy ta đổ đấy, thì đứng ở cầm cái bát như này này cho tôi ăn không có lãng phí. À, thế bởi vì cô có con bạn nó lấy chồng Ma Cao, à cái gì đây, à, Đài Loan, à cái gì quên đi đấy, Hồng Kông. Mẹ mẹ chồng nó đưa cả vợ cả chồng nó sang bên, nó đi làm ở ngay phố Vô Sa đó, cho nên nó sang bên đó để đi. Bên này Việt Nam nó không phải đi ăn mày ăn xin, nó có sang bên nó cũng phải sắm cái bát. Không biết nó có mang cái bát mà cộng mũ cao su sang bên không, hay là sang bên ấy, với rồi là Mỹ nó lại sắm cho nó một cái đúng không, bởi vì Chắc là là những bọn cái ba que sắm cho một cái rồi cô. những cái đứa mà ở bên đó đấy nó không cần sắm, mà nó chỉ đi đến cái chỗ cái quán quán Trung Quốc đấy là nó xin người ta đợi người ta là nó lấy cái ba nó cái lấy cái lá chuối đấy, nó đổ ra lá chuối này nó ăn xong vứt lá luôn. Nhưng mà mẹ con nhà mẹ nấm đi thì không biết là nó sang bên nó dựng cái vải mà không biết nó có mang vỏ chăn sang không. Nếu mà nó mang Vâng. vỏ chăn sang đấy thì là với cuốn vỏ chăn mà cắm trại, không có ở Việt Nam không phải cắm trại. Không biết là dạo này bây giờ nó có biết cắm trại này không. Ngày xưa Việt Nam mình là thiệt thai thiếu niên ấy là thường thường cắm trại mùa hang chín đó, nhưng mà lâu lắm rồi Việt Nam mình không tổ chức cái đó, chắc là nó quên mấy cái cắm trại rồi. Mà có khi sang bến là phải đi học học cái cắm trại. Mẹ đồ má mẹ người ta nói bảo là mang con đi sách nước người, mang vài cái con mù mắt đấy, có nhìn thấy trên mạng mà. Thằng chủ chủ là thằng Mỹ đấy, nó đuổi rồi mà từng mấy cái con già đứng khóc nghẹn ngông nữa. Ở nước Mỹ mà đang bị nó trục xuất nó đuổi cho thì ở Việt Nam còn mò sang. Cho nên cái bọn phản động này nó không phải yêu nước yêu non gì đâu, nó chỉ cần một cái vé đi Mỹ. Bây giờ là chứ một buổi nó đi biểu tình, một buổi nó đi học tiếng Anh để nhằm sang bên này đi biết tí tiếng này, đi rửa bát lau nồi dọn nhà dọn cửa sang bên đó. Nhưng mà Nó đòi đi nó Mỹ với đi Canada cơ. Trong vòng 2 hôm nay á, cái bọn đài phản động ở hải ngoại bên Mỹ hay là bên Canada tung hô cái mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này kinh lắm. Cả đài RFA, Đài Á Châu Tự Do vừa mới đang tổ chức, nó đang live stream một cái việc hội nghị bàn tròn ở trên kênh Đài Á Châu Tự Do, tung cái hô cái việc này cái nó từng bốc đám phản động này được con ra tù này này. là bằng thằng Điếu Cày, Trời ơi à, nó cũng thế à, kinh lắm, từng bốc kinh lắm. Nhưng mà sang bên nó đấm đầu con Kim Thành đánh cho vỡ đầu vỡ rọ đây. Bọn này anh có ra người đâu mà anh là súc vật, hôm nay là nói mày tốt ngày mai nói mày xấu. Cái bọn này là bọn súc vật mà. Vì nhìn thấy cái video mà con Kim Thành chưa, ở bên này anh từng bốc con đưa lên trời, thế mà sang túm đầu này này, anh đánh cho đưa đạp bằng nít, đưa đạp bằng đầu, đứa này túm đầu nó lỗi dỗ cho nhục lắm. Cái bọn này nó đâu phải người. Cho nên là cái ông Trùm ấy, ông nó trục xuất về, ông nói này, ông nói với ông Nguyễn Phú Trọng này, tôi trục xuất một khi là 8.700 người ở nước Mỹ cút khỏi nước Mỹ, không biết là hắn trục xuất đi đâu. Nhưng mà Việt Nam mình không nhận đâu, bởi vì là cái bọn phế thải này mang về Việt Nam bẩn bẩn cái nhơ bẩn cái đất nước ra, cho nên là không biết là hắn trục xuất xuống biển hay cho cá ăn. Ngày xưa chiến tranh ở Việt Nam đấy mà nó bị thương đấy thì là ở trên máy bay là cái bọn Mỹ đấy nó vứt hết xuống biển đấy. Cái ngày nay ở bên đó rồi có khi nó cũng đưa ra ngoài, bảo là hắn bảo trục xuất về Việt Nam mà đâu mang về Việt Nam, hắn mang ra biển nó đổ gái cho cá ăn, đâu mang về Việt Nam. Cho nên là Việt Nam ai nhận. Cho nên là cái bọn này này cái thứ của nó chỉ hơn con chó một đôi đũa, hắn đi đến đâu nó cũng chỉ là súc vật làm thầy tớ quanh năm khuất đời. Ở Việt Nam thì mở miệng chửi người như con người ta như là gái đĩ già mồm. Nhưng mà sang đến nước Mỹ đấy rồi là nhìn thấy cảnh sát là
Dạ con bẩm ông ạ, con bẩm cụ ạ. Ôi giời ơi, cái bọn này là cái bọn giả tạo ngu lắm. Coi như là người ta thường nói rằng là cha thì ngồi trên mộ đái xuống, mà giặc á thì là ngồi ngồi ở dưới bàn chân của giặc là hầu lên. Cái nên cái bọn này là bọn giả tạo, chứ chỗ nào có ăn là nó đi thôi. Nếu mà nước Mỹ mà chuẩn bị mà đói rách đấy là nó chạy sang Trung Quốc, hay là nó chạy chạy sang bên Campuchia, chứ không có Cô yêu Giao nước. Hoàng ơi, cô Giao Hoàng, Ngô Mạnh Quang hỏi, mẹ ngủ muộn rồi, con vừa xuống xe chỗ quê của mẹ. Ngô Mạnh Ai Quang. ai nó bảo sao Ngô Mạnh chứ nên Quang bảo là mẹ ngủ muộn rồi, con vừa xuống xe chỗ quê của mẹ. chả biết con nào. Con nhiều lắm, con trên Facebook, trên mạng. À, cho nên là cô nói cho cháu nghe là như này này. Hôm qua cô nghe một cái nick của cái thằng con mẹ nấm đấy, một con cháu con cô, rồi cái con này rồi rồi cũng bị giống như con Kim Thành ấy, nó sẽ nắm đầu nắm đốc, anh đánh cho tôi bởi khói lửa giống như con Kim Thành ấy mà xem. Cô nói Con này Kim hôm Thành nó một thân một mình, nhưng mà mẹ nấm này lại hai đứa con, tay xách lẫn ai mang hai bảo, bên hai đứa. ai bảo con Kim Thành một đứa con 17 tuổi cũng sang bên đó rồi. Cái thằng đó ngày xưa ở Việt Nam đấy là bọn cờ đỏ nó đánh cho chạy té lửa đó, sau là và cái tội là xuyên tạc bố láo đó, bị bọn đội cờ đỏ nó đánh cho rồi sau là gia đình nhà nó phải gọi điện đến cho cái bọn đội cờ đỏ đấy, bảo là thôi xin xin các chú đừng 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 đánh nó, là trẻ con nó không biết gì, nó không biết gì mà nó biết xuyên tạc đất nước. Bố láo vô tuyết mới đẻ ra hôm qua làm sao biết đất nước như thế nào mà xuyên tạc. Là bố láo là cái bọn này ấy, cái bọn này là nó chỉ đô la, nó chỉ diễn hề ở Việt Nam đấy, là diễn hề diễn kịch để kiếm đô la, mà nó sang Mỹ ở bên Mỹ thì cũng thế thôi, cũng diễn hề diễn kịch để lừa đảo, toàn bọn lừa đảo không ơi. Bọn này á, bọn này mà bây giờ mà nước Mỹ mà bắt đầu nó khủng bố đấy, họ không biết nó chạy phương trời nào. Người ta trên đời người ta nói rằng ấy là làm đĩ chín phương quần phương để lấy chồng, nhưng mà cái bọn này mà làm đi cả 10 phương rồi, không biết là mai mốt mà ông Trung ông trục xuất rồi hay là bên nó khủng bố không biết chạy về đâu. Nó ghét cộng sản lắm cơ mà, nó về với cộng sản làm gì hả? Hả, nó ghét cộng sản lắm cơ mà, nó về với cộng sản làm gì? Ngày nào nó cũng chửi cộng sản, ngày nào nó cũng chửi, nhưng mà nó không biết mỏi miệng. Mà hôm nay lại có một thằng cô nhịn nhảy vào cái mạng của cái thằng mắt chột đấy, nhưng mà nó không cho vào, sau đó nó cho cái thằng ở bên Pháp, thằng không biết thằng Nguyên Nguyễn đấy ở bên Pháp, hắn lên nó nói bảo thế này, nhà ở bên Mỹ nó chịu thua để cho cộng sản sang để kiện về cái chất độc màu da cam đó, nhưng mà cộng sản ấy là không dám kiện, bởi vì là gạo là ở bên Việt Nam là đứng đầu thế giới, cho nên nếu mà kiện mà thắng đấy là sợ là chất độc màu da cam nó ngấm vào trong gạo không ai ta mua. Ôi giời, nói sao mà nói ngu hơn cả con chó ăn cứt nè. Bởi vì như nào, chất độc màu da cam là anh ở một cái phương trời khác, mà anh ở ngay cái chỗ mà cái khu thung lũng của người dân người Sài Gòn sống đó, mà anh có ngấm điện không, ngấm đến gạo đến thóc, mà làm sao mà người ta sang kiện nó, kiện thằng Mỹ để lấy cái tiền bồi thường đó để nuôi trẻ con mồ côi đấy, trẻ con mồ côi với lại chất độc màu da cam. Thế Nhiễm chất anh độc màu da chống, cam. anh kêu gọi Mỹ là đừng có trả, đúng không, đừng không được trả. Anh tranh đấu kinh khủng lắm cái bọn này, cái bọn Ba Que này, hắn là đĩ mà, hắn là đĩ với đánh thuê mà hắn lắm miệng lắm môi lắm, hắn kiểu gì nó cũng nói được hết á. Cho nên là Việt Nam mình đành phải thua, là thua thua với giặc, thua với giặc trong nhà. Giặc trong nhà là như thế nào, người ta đẻ ra 5 đứa con, ngón tay này có ngón ngắn ngón dài này, cái ngón ngắn Vâng. này là vô cái hạng người là con là không đẻ, người ta nói là đẻ ra người thì không đẻ mà đẻ ra súc vật nghiệp súc, cho Là nên là quái thai đi, cơ. đi tay sai cho bọn Mỹ đấy, là cái bọn nghiệp súc. Có những cái người mà nó làm nghiệp súc một thời rồi mà anh đang còn biết nó đang còn biết hối cãi lại để anh làm người, anh quay về Việt Nam anh sinh sống.
với mồ mả tổ tiên nhà nó. Còn có một số lại là hắn nghiệp thúc, hắn cả đời hắn nghiệp thúc, sống đi làm nô lệ chết thay cho xác thằng Mỹ, mà đến khi chết nó không cho được miếng đất mà chôn, mà còn đốt Đúng cội rồi. mang về cái đèo Hải Vân để chôn. Thì tao hỏi rằng là chúng mày đi làm nô lệ để được cái gì? Hay chỉ ăn cơm thừa canh cặn rồi đến ngày chết rồi là chúng mày để cho thối ở đâu thối, chứ tao không có đất chôn, bởi vì Mỹ nó đông người lắm. Cho nên chúng mày phải đốt vội để bỏ vào cái túi bóng như này này, nhét ở trong cọc nách như này, hay là nhét ở gấu quần nữa, rồi là mang về Việt Nam chôn ở vội, chôn vàng ở nơi cái đèo Hải Vân nữa. Tao nói tao mà về lần này ấy, tao lên cái đèo Hải Vân tao gõ tao vứt sạch trong biển đất việc rồi chúng tao, mà đổ máu đổ mà chúng tao hy sinh với bao nhiêu để mới kiếm được cái mảnh đất tấc vàng, chứ đâu phải kiếm đất để chiếm được cái đất của cái bọn xâm lược để cho chúng mày mang cái xác của chúng mày đi đánh thuê, chúng mày mang về đấy chôn ở cái đèo Hải Vân đó. Nó chôn cái thằng đại úy Nguyễn Ngọc Loan mà ngày xưa bắn cái anh thanh niên giữa đường phố đó, mà đứng nhà báo Mỹ nó đăng hết cả thế giới đó, biết đó, cái thằng đó ở nhà thì tinh tướng giết người anh hùng lắm, mà sang bến làm anh hùng ăn mày, nhưng khi chết đó là đồng đội đốt rồi mang về để Hải Vân chôn. Bây giờ ông chôn là Hải Vân kìa, năm tro bụi, và ông có con không, không có ai nhìn. Cho nên là tao nói cái bọn ba que chúng mày là nhục cái chỗ đó, cái nhục là nhục như này, mồ mả Quá không nhục. ai dám đến nhận chôn, mà không có ai đến, bố mẹ có, anh em có, mà ai dám đến nhận, đến nhận liên lụy, bởi vì ai đi nhận cái thằng đi theo giặc, đúng không? Đúng rồi. Không ai người ta đi dám đi theo thằng giặc, cho dù là nhà nước mình người ta không có nói, người ta không có ai muốn thăm, ai muốn cũng cũng muốn làm cái gì thì làm, người ta không có quản lý đến cái chỗ mà nơi mà cái người đã khuất, người ta không có nói, Chào bạn muốn Lan. làm đến sửa hay xây như nào thì xây, người ta không có nói. Nhưng mà cái gia đình người ta có cái ác cảm, người ta sợ là như này, đi 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 đến đi thắp hương cho cái thằng 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 đi theo đi đi theo giặc, rồi đến khi là con cái của mình, đời con đời cháu của mình hết, mang cái tiếng là nhà cái thằng này là đi theo giặc, đúng không? Cho nên là ai Đúng dám rồi. đấy, bây giờ nhà nhà cháu đấy, cô cháu đi theo giặc đúng không, bây giờ con cháu đẻ Dạ. ra ai dám đấy con cháu, Đúng lấy rồi. mày rồi sao vậy, đời con cháu tao lại đi làm việc gì không Khổ. làm, kể cả các cô bên nước cái này, những cái bọn nào mà phát hiện là bọn giặc nha, đi theo giặc ngày xưa nha, không có ai người ta xin việc cho làm hết, đứng đường, kể cả cái bọn mà quạ đen mang nói đến giáo dân là người ta không 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 xin việc ở Nghệ An với lại Thái Hà là người ta không xin việc cho rồi. Ở bên Đài Bây giờ Loan có thằng hỏi là mày đi theo đạo hay theo gì, người ta hỏi trước rồi sau người ta mới đi kiếm việc cho làm đó, cho nên đến ảnh hưởng bên ảnh hưởng bên Đài Loan có thằng Phạm Hòa Bình, nó theo cái nhóm Hiến Pháp, nó xúi người dân ở trong nước đi biểu tình biểu tọt, nhiều người cũng bị vào tù vì nó lắm, của không phải thằng bên Phạm Đài Hòa Loan đâu Bình đâu đó. rồi. Bên Đài Loan mà đứng ra đường mà đi biểu tình với nói phét là công an nó đến gông cổ ngay, nó không ưa cái bọn khủng bố. Hắn ở bên Hồng Kông ấy kìa, cái bọn đi lưu vong ở bên đó, cái bọn Không, đó nó là ở cái bên Đài Loan nó xui người thôi, nó lại chim nó hắn xui nằm người á. ở bên cái gầm cầu ở bên Hồng Kông ấy kìa. Hồng Kông có một cái cầu rất là lớn, cái bọn này lưu vong Việt Nam mình là chuyên man nằm ở dưới cái gầm cầu đó. Hắn có giấy tạm trú tạm vạ, hắn có giấy tạm trú ở đó, lưu vong mà nó cũng cho cái giấy cái thẻ tạm trú, nhưng mà cái bọn này đi đến đâu ra khỏi cổng là phải có kiểm soát vé, đi mấy giờ là phải về, chứ làm gì có cái chuyện mà đi ra đường mà đi 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 biểu tình. Hắn chẳng qua là hắn đứng ở trên nhà hắn quay, hay là hắn đứng ra cái chỗ gầm cầu đấy nó quay thôi, chứ lấy đâu Không, ra cái nó ở bên Đài thằng Loan hắn Phạm Hòa dám nói Bình không, hắn dám là gì. nó ở bên Đài Loan đấy, gọi nó ở bên Đài Loan, nó toàn live stream xúi người xuống đường biểu tình thôi, nó xúi người trong nước, nó kết hợp với cái nhóm Hiến Pháp với dân chủ quậy trong nước này này, nó kêu gọi mọi người làm cái này làm cái kia đấy. Thằng kia nó ở Đài Loan nhưng mà nó ở xa khu vực cô đó. Thằng không biết ở đâu, nó ở Đài Loan, cháu like cái nick của nó về để tao hẹn nó xem nó ở đâu, thì mẹ tao cho mấy Dạ. thằng với đầu xanh nó đến nó vả cho không có ra ăn cứt, chứ đừng đứng đó mà đợi mà gọi Lát phết mới cháu làm. gửi cái nick của nó ra sang cho cô. Cháu cho gửi cho like cái nick của nó
về 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 mạng của cô để cô tải, cô bảo hỏi nó xem nó ở khu vực nào. Vâng. Đấy, đấy là cái thằng Phạm Hòa Bình. Còn đối với cái bọn dân chủ quậy, bọn Ba Sọc ở bên Canada cùng với bọn Mỹ, sáng nay bọn nó làm live stream. Nó thông qua việc cái mẹ nấm này này sang bên Mỹ. Thì bây giờ cái bọn tị nạn, cái bọn bọn dân chủ quậy nó chạy sang bên Thái Lan, gọi là tị nạn bên Thái Lan, nó muốn qua Mỹ và Canada. Thì bọn nó là bây giờ kêu gọi kiều bào ở hải ngoại ủng hộ cái phong trào thông qua những cái đêm nhạc hội và cái chương trình gọi đóng góp từ thiện để đưa những người tị nạn bên Thái Lan qua Mỹ với Canada, mỗi người vị chi nó khoảng 12 đến 13 nghìn đô đấy, Trời nó ơi. trên dưới khoảng 1.000 người. Đồ má, ở nước ngoài người ta đi làm một tháng được mấy đô mà trời ơi, để đi khuyên quốc người ta một lúc một từng mấy đô ai người ta cho. Giống ngày xưa cái thời mà thằng Hoàng Khơ Minh đấy mới lừa được, bây giờ không lừa được nó đâu. Bây giờ người dân ở bên người ta khôn lắm rồi, không lừa được đâu. Mà cái bọn này á, quả khoang, quả trắng, quả xanh thì cũng không lừa được nữa đâu. Bây giờ, ngày xưa lừa được nhiều. Không nhìn thấy thằng Khải à, Nguyễn Văn Khải đó. Đó, bây giờ thằng Mỹ đó cũng à, quả đen, quả trắng, quả xanh, sang nói xấu Cộng sản, gạm cái xương của thằng anh em, nhà thằng Ngô Đình Diệm đó. Đó, vừa rồi có người ta live stream, người ta chửi, bảo là để cha gì mà cha đi... À, đi đi mà đi đi đi, đi hiếp dâm trẻ con với lại thế nọ kia, nó đăng đăng bài nó chửi cho nó thấy. Cho nên cái bọn này là À. anh chỉ tốt trước phá sau, nó đâu phải là người mà cái bọn này anh chứ mửa, nói xong nó mửa luôn à. Đó, còn cô còn cháu chứ xem con mẹ nấm được bao nhiêu ngày, hắn tôn thờ, tôn thờ bằng con kim thành không, trời ơi con kim thành nó còn đưa lên trên mây, hắn còn kêu là một cánh tay phải của Việt Nam Cộng Hòa mà. Ôi trời ơi tăng cao lắm, thế được mấy ngày nó túm đầu nó đánh vô tơi bời khói lửa, nó bảo là cộng sản nằm vùng đã Đấy, cái chưa. thằng gì củ chuối nữa, cái thằng Còn gì cái thằng củ mà chuối giờ, cái thằng thằng cao tăng ở bên 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 Mỹ đó, phước cô cái gì ở bên Mỹ đó, chuyên môn lên mạng là đi kêu gọi những thầy sư thầy chùa là đi ra đi biểu đường biểu tình. Cho nên là cái bọn ở bên đó từ từ quạ đen cho đến quạ đỏ nó đâu là người, nó đâu phải tu hành. Cái bọn này là toàn bọn ăn cắp ăn cướp không, sang bên đó là giả đóng thầy tu thầy. Một cái thằng Nguyễn Văn Khải đấy đi móc cua hiếp dâm đứa 12 tuổi. À, rất là gặp thời là ra chửi nhau với vài ông công an, cái rất là bắt đầu là nó bốc sang bên đó, anh bốc sang bên Mỹ đứng gạm cái xương của anh em nhà thằng Ngô Đình Diệm để đi kim ăn. Bọn anh em này bây làm giờ mới anh đúng không? cộng sản đến kim ăn, bởi hắn lừa, hắn đánh lừa những cái người ngu, hắn đánh lừa những cái ngu. Cho nên người ta nói rằng là lấy người ngu làm giàu người khôn, là những cái thằng mà chưa tuôn tiền ra cho cái bọn nó ăn ấy là người ngu, mà nó là người khôn đúng không, nó chỉ đứng nó sủa tí thôi, nó chẳng cần phải làm, chẳng phải thức khuya dậy sớm, chứ tuần nó ra đi sủa lần hai lần nữa là ăn có tiền hơn ăn rồi. Cho nên đâu đâu cần cái gì. Cho nên là những cái bọn mà những người mà bỏ cái đồng tiền đó mà đi cho những cái thằng mà đi biểu tình đó là thằng ngu, là người ngu, người ngu làm giàu người khôn, như anh em thằng Hoàng Cơ Minh đó, nó lấy tiền đâu nó mua mấy 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 cái quán phở bên Hàn Quốc kia, chả lấy tiền đó tiền đâu. Cho nên hắn phải dùng những người ngu để hắn gõ, hắn kiếm tiền. Cho nên là Rồi thằng thích thông lai á, sáng đấy, hôm kia bị Ngô Kỳ là một tên phản động cực kỳ phản động mà chống cộng cực đoan á, cũng chửi là thích thông lai một thằng sư mất dạy, thằng láo toét, thằng khùng, thằng lừa đảo thích thông lai, ông nói thế mà. cho nên là mình công không cần phải chửi chúng nó, mà để cho chó với mèo cắn nhau ở bên đó là nó cũng đủ nhục rồi. Nhưng mà cái bọn nó đâu phải là Vâng. người mới nhục, khổ nhất là cái bọn mà Ba Que này này, cái bọn Việt Nam Cộng Hòa chống cộng này này, là hắn toàn là bọn bọn chó đẻ, ăn toàn là bọn súc vật. Ngày xưa cô chửi nó là hơn con chó một đôi đũa, nhưng mà con chó nó đang còn biết trung thành với chủ. Nhưng cái bọn này ấy là hắn hơn cái gì, hơn cái con giòi ở trong cái đống cứt đấy,
một đôi đũa mà thôi. Bởi vì là hắn chỉ hơn cái con dồi trong đống cứt đó, cái chỗ nào nó cũng ngoáy được, bên này cứt thơm đến ngoáy bên này cứt thôi thúi thì nó ngoáy ra đường này, cho nên hắn chỉ ngoáy ngang ngoáy dọc như này đến kiếm ăn thôi, chứ hắn chẳng có yêu nước mẹ cái gì cái bọn này ấy. Yêu gì, nếu mà yêu nước nha thì hắn phải kêu gọi Mỹ phải đền bù cái chất độc màu da cam cho Việt Nam, đúng không, và Đúng bom rồi, xong đạn đang ở trên Việt Nam đó, để cho à, xong những là kêu kêu gọi ông Donald Trump không phải trục xuất 8.700 người về Việt Nam nữa. Đấy mới là rồi yêu nước. nếu như mà Muốn nó yêu tạo điều không kiện yêu tìm công ăn việc làm cho những không người ở nói bên 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 Mỹ, cái đám hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, nó không phải đi làm neo với rúa móng chân móng đau tay khổ nữa, những bọn tắt tóc mà nữa. cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ và tất cả trên thế giới đấy, những cái thằng mà chống cộng cực đoan đấy, tao hỏi chúng mày này, chúng mày đã làm được cái gì cho cộng đồng chúng mày ở bên nước ngoài? Cái thứ nhất là chúng mày đâu đã san sẻ cái miếng cơm cho những cái người người ta nằm màn trời chiếu đất, đúng không, rồi chúng mày đâu có yêu những cái người mà bị cái người, chúng mày sang đó mà để cho cái bị cái bọn giặc đó, chúng mày đi theo giặc mà chúng mày để cho giặc nó giết chúng mày ở bên đó là nhục vô cùng, chúng mày đi chết chết thay như thế nào, chúng mày dùng súng bắn lại anh em để chết thay cho thằng Mỹ, chết thay cho thằng Pháp, chết thay cho thằng Nhật, đúng không, chết thay cho thằng Bôn Bốt, chúng mày gây ra hết à. Bởi vì như nào, chiến tranh Việt Nam đó, thằng Pháp rút lui, thằng Nhật rút lui, thằng Pháp nhảy vào, đúng không, Pháp rút lui Rồi. thì thằng Mỹ nhảy vào, thằng Mỹ rút lui thằng Bôn Bốt nhảy vào, thằng Trung Quốc nhảy vào, do nơi chúng mày tạo dựng lên hết, đúng không, chúng mày tạo dựng lên hết. Đến Rồi. ngày nay này, cửa khẩu Campuchia và cửa khẩu Trung Quốc mà hai bên ném đá nhau với lại đánh nhau giết nhau đó, Trung Quốc thì không có, như chỉ ném đá với lại chửi bới thôi, chứ còn ở bên Campuchia kìa, chúng mày dùng những cái người Việt mà tệ nạn ở bên đó đi biểu tình ra khẩu biên giới biểu tình. Nhưng tao nói để cho chúng mày biết này, cái người Campuchia đấy người ta thường nói với chúng tao này, không có Việt Nam giải phóng cái bọn Pol Pot đấy thì Campuchia là ngày nay không còn sống ai nữa, cho nên người ta còn cảm ơn Việt Nam chưa hết, nó lấy đâu ra đơn ra nó đi biểu tình, nước mày Việt Nam chúng tao giải phóng cho chúng mày, chúng ta muốn cắm cọc đến đâu là quyền của chúng ta, nhưng chúng ta không bao giờ tham, Việt Nam không bao giờ tham. Nhưng mà chúng mày cứ tưởng đâu là người Việt Nam, người dân chúng ta không hiểu biết, rồi chúng mày xáo trộn vào, bởi vì chúng mày cùng một giọng, cùng một cái tiếng nói giống như người Việt chúng ta, chúng mày mở miệng ra nói đấy thì cái người ở trên xã hội hoặc là trẻ em đấy người ta không hiểu, người ta bảo là cái cô này hay cái chú này hay là cái ông này là người Việt Nam mà ông nói, người nói xấu Việt Nam mình thế nọ thế kia, cái đứa trẻ nó còn biết nói như thế, chẳng có đời thuở nào mà con đi nói xấu cha cả, đúng không, chẳng có đời Đúng thuở rồi. nào mà con đi nói xấu mẹ cả, đất mẹ là cha, mà chúng mày đi nói xấu thì chúng mày sống với ai, người ta làm đi chín phương để phương lấy chồng, một ngày nào đó chúng mày ở bên cái thế giới đó bị người ta trục xuất, chúng mày cút khỏi cái nước người ta, chúng mày về đâu, chúng mày có dám đối diện về Việt Nam, có dám đối diện với chúng tao không? Cho nên là tao nói để cho cái loại mà chống cộng cực đoan bên nước ngoài biết này, chúng mày đừng tưởng người dân chúng tao không biết, chúng mày nói xấu đảng, nói xấu lãnh đạo, nói xấu quân đội, chúng mày nhằm chia rẽ người dân. À hắn lại còn là có một cái thằng bắt chột hôm tối hôm nay nó lên mạng nó nói ở đây này, à lên mạng kêu gọi những tướng sĩ quân đội công an trở về với người dân, nó làm như cái kiểu mà bộ đội với công an mình đi theo giặc á, rước giặc về rồi sau kêu gọi nó quay về. Hắn theo cái bài học như là ngày xưa mà thường thường như người Việt Nam mình kêu gọi cái bọn mà nô lệ đánh thuê cho Mỹ, đánh thuê cho thằng Nhật, đánh thuê cho Pháp để kêu nó quay đầu về với dân, với người nhà mình. Rồi, Chúng nó ta không làm như hiểu kiểu nó là lãnh tụ này, nó kêu gọi quân đội, công an và người dân đi về theo bọn nó, như Tân Thái, Benny Trương, Trương Chột á.
Nó cứ hay kêu gọi thế suốt nó. Nó ngu là ngu như này này, công an bộ đội là trong dân mà ra, chứ không phải là bộ đội đẻ ra bộ đội, mà không phải cộng sản đẻ ra cộng sản. Cho nên chúng mày ngu là ngu cái chỗ đó. Ngu là như này này, cộng sản một cái bộ máy trung ương đảng đó cũng ở trong dân mà ra, bố mẹ tao, anh em tao, đúng không? À, Đúng cô rồi. chú tao ở trong đó mà ra, là cái người đó là cái thời người ta chiến tranh, người ta đánh nhau với chúng mày đó, người ta đạt được nhiều thành tích xuất sắc, người ta có hiệu lực thì người ta nhảy vào bộ máy trung ương đảng. Chúng mày có tưởng đâu là ai cũng vào được sao, cái bộ máy trung ương đảng nhà nước ai cũng vào được sao? Úi trời ơi, nhà tao đi ra chiến trường 7 người kìa, ai cũng đánh giỏi kìa, sao đâu có được vào, có phải ai cũng vào đấy được đâu. Đúng Cho rồi, nên Nguyễn Ngọc Lan, chính phủ Mỹ giúp Việt Nam tẩy chay, tẩy tẩy chất độc dioxin tại Biên Hòa, thì nó không riêng gì tẩy cái chất độc dioxin ở Biên Hòa, cả Đà Nẵng cũng tẩy 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 cái chất độc đó tại Đà Nẵng rồi, cái và này là lộ như này trình này, nó sẽ tẩy dần phải điều tra cái bởi tẩy vì chất độc ở Việt Nam đó dạ. là không phải là chính phủ Mỹ tổ chức, mà đây là cái quân đội ngày xưa mà sang Việt Nam mình đó, đánh nhau với Việt Nam mình đó, nó giết nhiều người quá rồi sau đó nó mới tổ chức ra cái đó, nó tổ chức ra cái đó để sang Việt Nam để cứu đồng bào Việt Nam. Rồi nhà nước Việt Nam mình ngày xưa thì không có như ngày nay đấy, cũng yêu cầu Mỹ sang Việt Nam để làm cái đó, chứ không phải là cái gì mình không biết. Ngày xưa mà nếu như Việt Nam mình mà xâm lược nước Mỹ ấy, ngày mà chống Mỹ đó, thì có khi Việt Nam mình chiếm nước Mỹ đấy, bởi vì ngày xưa là Mỹ, nhân dân Mỹ nó theo cộng sản hết, theo mình hết, mà có nhìn thấy nó cầm cờ đỏ với lại cầm cờ giải phóng, hắn đập lại vào mũi cái thằng 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 Johnson không, đúng không? Cho nên là cái Vâng. chúng mày là ngu như này, cái con người cộng sản chúng tao đấy, chúng mày chê là ba thằng bộ đội ngồi trên lá đu đủ gãy không gãy, mà chúng mày chỉ cần ngón tay là gãy đúng không? Thế sao phải tụt quần chạy thế hả hả con, sao tụt quần chạy thế? Chê người ta không bằng mình, chê Việt Nam là hôm qua có Nó một cái nói thằng bảo là nó ba nói là Việt ba Nam người bộ mình đội Bắc Việt khí, leo nó một nói cây là đu Việt đủ Nam không mình gãy. là vũ khí tối tân đang còn lạc hậu, rất là lạc hậu. Tao nói để cho chúng mày biết này, chúng mày không hiểu, chúng mày sống trong đó cái đất nước Việt Nam mà chúng mày không hiểu được cái nhà nước Việt Nam mình người ta như thế nào. Tôi nói nha, tôi nói để như cho những người mà khơi hiểu biết nghe này, có nhìn thấy cái thằng Dũng Hàn Anh Quốc Quách đang ngoài chửi Bắc cô ở không dưới, cô Giao hả? Hoàng, cô đọc comment đấy. Dũng Anh Quách đang chửi cô nhiều lắm. Dũng Anh Quách tên này phản động theo Ôi giời bọn Ba ơi, Que lâu lắm rồi. bọn này đang cắn vào cái đống quần cộng sản, nó cắn mãi nó không đừng thả ra thì nó thế. Mày đủ bản lĩnh vào mạng nó chửi nhau với tao nha, còn không phải sủa ở đây. Bởi vì này, cái bọn Ba Que chúng mày, chúng tao không thèm chấp, bởi vì chúng mày chỉ con giòi ở trong đông kết, chúng tao đâu thèm chấp chúng mày. À, chúng mày biết nói tiếng Việt Nam, chúng mày biết nói chữ Việt Nam, đây là cái cha mẹ mày là ngủ với những cái thằng xâm lược đúng không, với đẻ ra cái loại nghiệp súc chúng mày, chúng tao đâu chậm chấp chúng mày đâu, đúng không? Ngón tay này có ngón ngắn ngón dài này, đúng không? Cho nên là cha mẹ đẻ ra cái chúng tao là người tốt, còn đẻ ra chúng mày là nghiệp súc, cho nên là chúng tao phải chấp nhận trong gia đình có một thằng nghiệp súc, dạy không được bảo không nghe, nó đi theo giặc thì nó ăn cứt cho giặc, ăn cứt cho giặc nó ỉa ra ăn không đủ, cho nên nó phải sủa về Việt Nam, ăn sủa người cộng sản để kiếm cứt mà ăn. Nói đây cho mày, Quách Dũng Anh, Quách Quách Anh Dũng nghe chưa, mày nói là Quách với anh thì to tát lớn lời lắm, nhưng mà chúng mày chỉ nằm dưới đống cứt thôi. Cho nên tao nói để cho mày biết này, chúng mày đừng có coi thường cộng sản. Cái thời mà thằng Mỹ mà nó tài trợ cho chúng mày nha, vũ khí tối tân đứng nhất Đông Nam Á, mà chúng mày đang phải tụt quần chạy. Ngày nay năm 2018 rồi, cộng sản cái gì cũng có, chẳng qua người ta không thích phô trương, phô trương là gây chiến tranh. Hãy nè, nhìn cái thằng Hàn Quốc cái kia,
làm hạt nhân đó, Mỹ thì đập ném bom rồi là Trung Quốc rồi các nơi muốn đánh, nhưng bởi vì làm sao mà giải hòa được, vì cái cuộc họp cái ở Việt Nam vừa rồi đó, Việt Nam đứng ra giải hòa. Cho nên chúng mày phải biết cái con người cộng sản người ta khôn như thế nào, người ta không thèm chấp, chấp chúng mày thì không bằng chúng mày, cho nên người ta không thèm chấp, nghe chưa? Chỉ chúng tao này, người dân này, chúng tao chướng tai gai mắt thì chúng ta phải nói để cho con em người ta hiểu được cái loại chúng mày là nghiệp súc, đúng không? Được đi chết thay cho thằng Mỹ, đúng không? Cho nên là cái loại cha mẹ với đẻ ra chúng tao là người tốt mà đẻ ra chúng mày là nghiệp súc, nên chúng ta phải chấp nhận trong nhà có một thằng nghiệp súc, phải rửa óc rửa não, phải cho chúng mày uống thuốc, nhưng mà chúng mày uống thuốc nó cũng không nghiệm hậu nghiệm, bởi vì cái não của chúng mày là nó chỉ có kích với đái thôi, cho nên không bao giờ nói chúng mày thoát lui được, được không? Đó, rước con miệng nấm ra rồi đó, bây giờ chúng mày đi lo công ăn việc làm cho con miệng nấm đi, rước cho nó đây, hai đứa con nó, đứa nào đến trông con cho nó, rồi là cho nó hay là đến làm chồng nó, à kiếm liệt kiếm ăn, hay là để cho nó đi làm tệ nạn, dựng cái chắc là nó mang hai vỏ chăn sang để cắm trại, cắm trại dọc đường đầy đó, đất nước Mỹ đó, đất nước thiên đường đâu phải của chúng mày, đất Cô nước đọc thiên đường là của chúng mày. Ông mơ 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 mà comment của Hoàng Thái. Hoàng Thái là cái comment rất là hay, cô đọc đi. cô không có thời gian đọc, cô đang phải mắc chửi cái bọn này phải nói vào óc nó. Hôm qua là để đến khi xem hết rồi mới đọc. Cô nói để nó nói để cho những cái bọn phản động biết này, tao nói để cho chúng mày biết nha. Cái khi mà chúng mày theo giặc ấy, chúng mày giết người, chúng mày đâu có sợ, đúng không? Chúng mày không có sợ, không sợ sấm, không sợ sét. Nhưng Bọn đến đó nó khi giết cả bố mẹ anh bọn em mày nó được mà. Người người thân ta gia vũ đình trang, nó giết tất. người ta đập vào một cái mặt chúng mày, rồi khi đó người ta có thường nói, chúng mày có nghe nói là Bác Hồ đặt cho cái tên là đội quân tóc dài không? Bác Hồ đặt cho cái đội quân tóc dài đó, những cái người già 60-70 tuổi rồi người ta cũng phải cầm đốm cầm gậy đi để người ta chống lại chúng mày, bởi vì chúng mày giết người quá kinh khủng. Trong một cái gia đình người ta, chúng mày thích ăn đàn gà người ta thì đến mày cho tao con gà tao làm thịt, cần gì phải ắng cho người ta cái tội là nuôi cộng sản, đúng không? Để cướp gà người ta để ăn, đúng không? Điều chúng mày đi Đúng hành quân rồi. mà đằng sau lưng chúng mày đứa nào cũng đeo con gà, hai con gà, con chó, con mèo, chúng mày đi lặt của dân chúng mày ăn. Ngày nay chúng mày giả tạo, chúng mày nói là chúng mày yêu nước yêu dân kìa, lũ lụt người chết của mất cái kìa, toàn có bộ đội với công an hụp dưới nước để vớt của vớt người kìa, tao có thấy chúng mày về vớt đâu, mà chúng mày lên mạng chúng mày sủa hay thế, chúng mày yêu nước yêu gì, yêu cái mày cha con đĩ mẹ chúng mày à? À yêu nước với yêu dân, chúng tao đéo cần chúng mày yêu, chúng mày cứ nói là Việt Nam chúng tao đói mà chúng tao ăn. Bây giờ đang Việt Nam hiện giờ này mà không cho sản xuất thuốc bổ nữa, mà đang tạo điều kiện để đi nghiên cứu để mà tạo ra cái thuốc giảm béo, nghe chưa? Việt Nam đó hiện giờ là đang tạo ra cái kỹ thuật số là để đi mua thuốc giảm béo để uống uống cho mặc quần áo cho nó đẹp đó. Cho nên chúng mày chứ nói Việt Nam chúng tao nghèo, nghèo mà chúng mày đã có tiền chồng một lúc 3 tỷ để mua cái nhà giống như tao chưa? Không có đúng không? Có không? Hay là chồng như tao một lúc mà bỏ ra một lúc mà 700-800 triệu chồng mua cái xe ô tô, có không? Chúng mày có bán cả váy ở bên đó cũng đéo đủ. Thì mẹ ở Việt Nam chúng mày ở nhà lầu, chúng tao ở nhà lầu chơi. Chúng mày ở bên nước Mỹ đấy là bây giờ chúng mày ở nhà ghép. Hôm nay thích ở chỗ này thì tháo ra mang ra kia dựng, mà không có là à chúng mày ở nhà sàn này này à, hay là ở một mái ở bên này cao này bên này thấp này, chúng mày ở theo cái kiểu xiếc ấy, chúng mày đang đi theo về cái ở về phong cách ngày xưa. Ngày nay chúng ta ở nhà lầu xe hơi đúng không, điều hòa mát rượi, nhưng chúng mày là ở nhà ghép, chúng mày ở nhà ghép
Còn những cái đứa nào mà con gái đấy xinh đẹp đấy thì lấy được thằng nhiều tiền nhà báo hay Thằng là nó làm trong cái gì đó nước ngoài hay nhà nó giàu thì lấy được thì nó làm cái nhà nhà lầu xe hơi thì có cũng có. Nhưng còn chúng mày đa số là ở nhà ghép ở nhà trọ ấy kiểu mà hôm nay thuê đất chỗ này người ta không cho thuê nữa thì tháo ra mang chỗ khác dựng. Đó, tháo ra, tháo bên này mảnh này cái kiểu nhà nhà ghép đó. Nên tao nói cho chúng mày biết, chúng mày cứ tưởng đâu chúng ta hiểu. không biết. Chúng mày có nhìn thấy ông Nguyễn Phương Hùng ông nó quay một cái clip mà cái nhà bằng 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 phông bạt đó với lại nhà bằng nhà bằng phông bạt với bằng cái phông dù đó rải từ đằng kia răng này khoảng đến 3 cây số mà rộng là phải 22 cây số. Ôi dồi ôi đất nước thiên đường sao mà toàn có ở nhà chòi vậy hả? Chúng mày ở Việt Nam chúng tao giống nhau, chúng mày chứ chê ở Việt Nam chúng tao nghèo mà chúng tao toàn nhà lầu xe hơi, mà chúng mày ở bên đó là chúng mày như nào? Chúng mày toàn ở nhà trọ với lại ở ở nhà ghép với ở nhà sàn. Thế mà chứ chê ở Việt Nam chúng mày, cho nên để tao nói cho chúng mày biết này, người ta thường nói rằng ấy chó chê mèo lắm lông, nhưng trái trạch chó còn lắm lông hơn mèo, đúng không? Đúng vậy không? Wow. Chúng mày chê chúng tao như Quá chúng đúng tao luôn à, cô ạ. chúng Lâu tao lắm à. cháu không nghe cô chửi, hôm nay lên nghe cô chửi đám Ba Que với đám Dân Chủ Cuội này cũng đã lỗ tai thiệt á. Cho nên là tao nói để cho chúng mày biết này, cái khi mà chúng mày giết người đó đúng không, chúng mày con bạn tao bên này này nó nói là nhà nó có chị gái rất là xinh gái à, chúng mày cái tiểu đoàn của chúng mày đi qua là nhìn thấy đứa con gái thích mà già trẻ chúng mày chơi hết hết à, cái cơn của chúng mày lên ấy, cái cơn của cái bọn ngụy quân ngụy quyền chúng mày đó là chúng mày chơi hết, chơi xong á là chúng mày lấy cái que chúng mày chọc từ đằng lỗ đít mà ra đằng, đằng đằng cổ này rồi chúng mày năm đó bảy thằng là dựng lên phơi nắng. Ôi dồi ôi chúng mày yêu nước nhờ, yêu dân thế à, rồi chúng mày chôn sống người ta hay là dùng đinh đóng đinh vặn Chú răng Đội Nguyễn Hoàng viết cái comment mình cũng rất hay này cô này. Lính Việt Nam Cộng Hòa vào quán ăn nhậu hả hê, khi chủ quán kêu tính tiền thì chúng móc quả lựu đạn bỏ lên bàn và bảo tiền đây. Đấy, chúng yêu nước, là tao yêu nói dân để là như cho vậy đó. quân quyền chúng mày biết này, chúng mày không sủa đấy thì người ta không bảo chúng mày là người câm, mà chúng mày sủa đấy là thối như cứt. Vậy thối là như nào người ta chửi, cái người mà như phụ nữ chúng tao mà đang còn chửi chúng mày thì chúng mày không là cái thứ gì. Cho nên người tao tao nói để cho chúng mày biết này, thế giới ấy người ta thường nói là phụ nữ Việt Nam anh hùng, người ta chưa cần nói đàn ông nữa, đàn ông thì quá anh hùng rồi. Cho nên người ta nói là phụ nữ Việt Nam anh hùng là chúng mày biết rồi. Khi tổ quốc cần, mỗi nói như bác Hồ nói, khi tổ quốc cần đó, mỗi một người dân là một đồng chí đồng đội. Nghe chưa? Cho nên chúng mày đừng tưởng cái con người cộng sản chúng tao sợ chết. Nếu mà chúng mày đủ bản lĩnh thì làm một cái bài học giống như anh em nhà thằng Hoàng Khơ Minh đi. Anh em nhà thằng Hoàng Khơ Minh đó, hỏi xem là nó chết ở cái ngọn núi Thái Lan hay là nó chết ở ngọn núi Lào. Hỏi nó xem. Đội quân đội của thằng Hoàng Khơ Minh đấy, cái lũ ngụy quân ngụy quyền trong mày đó ăn nhiều thì À, thắt làm cổ cho chết. Hoàng Hoàng Cơ Minh làm phân bón cho đất của Lào của Nguyễn Ngọc Lan ơi. Ăn nhiều thì Ngộ ăn cô nhiều Tí cũng thì không có đấy nhà ở, mà trong ở trong hai nhà đó. xe rồi ạ. Ở trong nhà di động là Nguyễn Ngọc Lan. Anh cũng không biết là Ngộ Tí chống cộng cực đoan phải giàu có lắm chứ. Phải có nhiều tiền, có nhà lầu xe hơi chứ, lại ở trong nhà xe di động này thế. Nhà thằng Ngô Kỷ là một thằng lưu vong, một cái thằng vô gia cư, nhưng mà cái miệng của nó là như lồn con đĩ đó, cho nên là người ta cái thằng mà nó buôn bán xe cũ đó, nó cho 3 cái xe cũ để bán để đồng nát để kiếm tiền. Nên thằng này mới tạo điều kiện ra lấy một cái xe để lấy cái nơi mà nằm ngủ với lấy cái nơi để ăn sinh hoạt ở trên cái xe đó. À, còn hắn bán 2 cái đi thì là hắn bán đồng nát để kiếm tiền. Ngô Kỷ biết ra bởi vì là như này này, cái người Việt Nam mình ấy thường thường là người Mỹ đấy mà nó đánh rắm ấy thì là hàng hàng mấy năm không ai người ta nghe được, nhưng người Việt Nam mình ấy mà có một cái chuyện gì ở đâu ấy là cả thế giới biết luôn bởi vì cái con người Việt Nam mình là như thế nào là biết rồi, mà nhất là cái bọn Ba Que.
Đấy, cái bọn ba que đấy, bọn ba que là nó thính lắm, thính lắm. Ví dụ như hắn nhìn thấy thằng Ngô Kỳ mà có người cho tiền là nó phải nhảy sò lên để hắn làm, phải phải thương hại hơn để cho người ta cho tiền nó. Đấy, chống chọi nhau chứ, cái chó cắn chó, mèo cắn mèo ở bên đó mà có ai giống ai đâu. Cho nên là cái bọn này này, cái khi mà nó cái ngày thợ, chị cô nói một cái đơn giản như này thôi, tao ở thôi tao cho vài chúng mày yêu nước đi, thì Ừ, lũ hiểu lụt không? vừa rồi Nói đúng. đấy, lũ lụt vừa rồi đấy là người dân vừa chết này, rồi là người dân chết này, rồi nhà cửa trôi hết này. Nhìn thấy bộ đội với lại công an người ta hụp dưới nước, người ta ăn cơm, rồi người ta ngồi trên bún bùn người ta ăn cơm. Người bộ đội với công an thì đâu phải con chúng tôi, con người khác, nhưng mà chúng tôi đau lòng, đau lòng. Chúng tôi ngồi bên nước ngoài mà chúng tôi nhìn về cái cảnh quê hương Việt Nam mình đấy, nhìn mà rơi nước mắt. Rơi nước mắt là nhìn thấy những cái đồng chí đồng đội người ta ngồi trên vũng bùn, người ta ăn uống như thế mà đi ra ngoài đường vẫn bị cái bọn ba que nó hắt, nó chửi, nó bới, nó còn kêu cả nhà cả họ nó ra để đi chửi. Mà những cái rơi vào bẫy của nó là những cái anh cảnh sát công an, người ta đi làm việc hàng ngày, người ta biết cái cỡ phản động phản quốc là ai. Anh chỉ thấy người ta thấy người dân là người ta phải 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 làm việc, ai ra người ta làm thôi. Như bị cái bọn mà phản động nó cài bẫy, cái bẫy như này nó chạy mãi chạy mãi, chạy về anh làng nhà nó là kêu cả làng cả xóm ra để đi đấu đấu đối đầu với lại hai chú công an, mà hai chú công an chẳng nói gì, cứ đứng im này. Đó là phải lép vế với nó như thế nữa. Cho nên là Việt Nam mình nên người ta mới sinh ra một cái là an ninh mạng. Dạo này có thấy bọn ba que lên mạng sủa ở đâu không? Có đúng không? Có đấy cô. Đấy chú Hiếu Võ có comment rất hay này. Còn mấy thằng ở trong nước mới nguy hiểm vì chúng luôn tìm kẽ hở để xuyên tạc, nói xấu hoặc kích động mọi người hùa theo nhằm hạ uy tín của lãnh đạo và làm cho mọi người mất niềm tin vào đường lối của nhà nước. Ôi rồi đọc cái comment này không có dấu chấm dấu phẩy này. Nghe chết được Cái rồi. này là cô nói cách đây vài tháng trước rồi. Cô thường nói rằng ấy, giặc thì không bao giờ nó nói mình tốt mà nó phải nói xấu. Nói là giặc mà nó đâu phải người mình mà nói xấu. Cô đã nói rằng là mẹ bố mẹ nó còn nói xấu, nó còn cầm dao nó chém thì mình nó coi ra cái gì đâu. Bởi vì làm sao? Đất nước Việt Nam là quê cha đất tổ, đúng không? Mà nó đang còn giày xéo lên, nó đang còn kêu giặc về đi xâm lược thì làm sao nó không nói xấu mình, đúng không? Nó yêu một cô con gái có yêu chán này không thích nữa bỏ lại yêu con khác, ngày mai cái cô con gái có chửi cháu không, có nói xấu cháu, cái thằng này thằng nọ thằng kia khi yêu thì nó nói tốt, bây giờ bỏ nhau thì hắn bắt đầu hắn quay lại hắn chửi cháu không làm cái gì, đúng không? Đúng Đấy là rồi. cái chấm hỏi người ta thường biết chứ làm sao không biết. Cho nên cô mới viết ở trên mạng, cô viết rất nhiều để cho những cái người người ta không hiểu. Cái cô là như này, viết chữ đấy là không có để ý, là có khi là cái phần mềm mới là cái nhảy là thành nó hay viết sai chính tả. Cho nên là nhiều lúc viết để ý thì viết không sai, mà không để ý là viết sai. Cô viết là kẻ nào mà nói xấu Việt Nam đó là kẻ thù của Việt Nam. Cô chứ không cần nói nhiều, chỉ nói sao nói thế thôi, ngón đất đơn giản rất ngắn, những kẻ thù với nói xấu Việt Nam, đúng không? Chỉ có thù địch với nói xấu Việt Nam chứ chẳng có ai người ta lại đi nói xấu. Đây là nó không mang cái cờ ba que ra ấy, thì không ai người ta biết nha. Hôm nọ cô mở một cái video mà cái bọn ở bên Mỹ đấy nó diễu hành diễu binh, mà vài cái thằng rụng răng đó, vài cái thằng mà hai đời một đời người người lớn hai đời trẻ con đó diễu binh diễu hành đó, nó bắt cái cờ ba que đấy, cái ở bên Đài Loan người ta xem mà sao nó nói tiếng Việt Nam mà nó lại vác cái quốc kỳ là ở nước nào vậy? Đâu, cái bọn này đâu phải người Việt Nam. Nó bảo chứ sao nó Việt Nam chúng mày? Không, cái bọn này nó là giặc, nó ở bên Mỹ kìa. Cho nên mà nhiều lúc mà nó ở Việt Nam chúng ta, chúng mày có thấy cái bọn đi biểu tình hàng ngày không? Nó bảo có, chúng ta nhìn thấy. Đúng rồi. Bọn đấy là, tức là nó đi theo giặc thì là nó ở bên bên nước ngoài. Còn là ở Việt Nam đấy là còn sống sót những cái người mà chế độ cũ nó còn sống sót đấy, thì ngày nay nó không chấp nhận quay về với chúng ta, thì hắn cứ Rồi hy đi vọng. theo, có hắn mơ ước mơ Rồi tưởng Nguyễn hắn Thành Phong.
ở bên bên nước Mỹ nó gửi về nhiều quá, nó uống của Mỹ nhiều, nó Hay là ngáo lợn kinh đá hùng. hay lên mạng đi chửi đi bới nên nó xuyên tạc. Thế nó bảo ôi giời ơi sao mà chúng mày không giết chết chúng nó cái thời mà giải phóng đi để làm gì gây họa nữa đó. Còn tao nói này cho chúng mày biết này, chúng mày đừng có lên mạng sủa vào là chúng tao bán đảo Hoàng Sa với lại, tao nói cho chúng mày biết nha, tao đang làm cho nhà cái ông chủ của tao này, trước đây là ông là to nhất ở quân đội Đài Loan đó, ông nói với tao này ông chưa chết, ông vẫn còn sống, ông chủ nhà tao này ông bảo là ông chủ công ty đó, ông bảo là gì ngày xưa mà ở thằng Nguyễn Văn Thiệu với lại thằng cái thằng Trung Sơn đấy bay bay trực thăng đi Đài Loan này đậu này, sân bay nó đậu ở ngay chỗ Thảo Gióng đó, sân bay Thảo Gióng đó. Thế tôi bảo chứ làm sao, Hãy nó sang thì nó bảo là nó sợ là Đài Loan chúng ta không chấp nhận chúng nó, nên là nó nói là mất nước rồi, mất nước rồi, mất hết rồi, không còn gì nữa, còn cái đảo Hoàng Sa hiện giờ là đang còn quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, tốt nhất là chúng mày đưa lính ra đấy chiếm đi. Hắn cho Đài Loan mà thằng Nguyễn Văn Thiệu bán thì này bán nữa, thằng Nguyễn Văn Thiệu với thằng Xuân Sơn bán từ năm 74, đúng rồi. năm 75 Việt Nam với giải phóng, thế mà chúng mày mở miệng ra chúng mày nói, miệng chúng Chào mày Nguyên đi Hoa. ngang, chúng mày dám nói là cộng sản chúng tao bán cho ai, có đủ bằng chứng không? Thì con đi mẹ chúng mày, nhưng mà đảo chúng mày bán cho thằng, để cho thằng Nguyễn Văn Thiệu nó cho thằng Đài Loan, rồi là chúng mày cho cái gạc ma là cho cái thằng Trung Quốc cái kìa, rồi mới kêu thằng Trung Quốc ra chiếm, rồi là kêu thằng Trung Quốc đánh Việt Nam năm 79 đó đúng không, rồi rằng chúng mày cho thằng Philippines, rồi kêu thằng Philippines với thằng Bon Bốt đánh Việt Nam, đấy là cái mưu mẹo của chúng mày, chúng ta biết hết. Theo Phạm Tuấn Vũ. Thế mà chúng mày dám nói về lại Việt Nam chúng tao bán cho ai, chúng tao chiếm được, chúng tao lấy về được cái gì là vẫn là còn nguyên vẹn. Mà cái giống như này, một khi chúng mày đi theo giặc đó là chúng mày mất hết quyền lợi rồi đúng không, chúng mày mất hết quyền lợi, bởi vì này đã chấp nhận đi theo giặc, chết thay cho giặc thì phải chấp nhận cái hậu quả sau này Đúng rồi. đúng không. Giờ mất hết quyền Chúng lợi mày rồi, đấy, bọn nó có lại chúng là mày công dân của Việt Nam rồi. phải Việt Nam chúng tao là phải thế nọ phải thế kia, chúng mày là bố chúng tao à, chúng tao cũng mày phải xếp đặt, chúng mày là cái gì, chúng mày lấy tư cách gì chúng mày nói về Việt Nam à? Nó cũng không phải là công dân của Mỹ mà cũng không phải là công dân của Việt Nam, mà nó là công dân hạng tư thế giới, cái bọn ba que này này. Mà nói cho chúng mày biết này, tới đây là Việt Nam có nghị quyết 41. Nghị quyết 41 là người ta Việt Nam sẽ ký tất cả trên thế giới là nghị quyết là ký hợp đồng chống khủng bố, Dạ chống vâng. xuyên tạc. Khi đó chúng mày không còn mỏ mà gọi nữa đâu. Tao nói cho chúng mày biết, Việt Nam người ta Phải diệt cái đám xuyên tạc ở trong nước, cả mấy cái tay nhà báo tự phát, mấy cái tay dân chủ quậy. Hễ đất nước có cái việc gì ấy, chuẩn bị làm cái gì, chuẩn bị xây cái dự án thì mang tính chất chiến lược của quốc gia, thì mà nó bắt đầu nó đưa lại tin mua hải cung là ngoại, như đưa này, tin cho cái đám Việt ba Nam que. sau xây nhà văn hóa thời đại tiến lên, văn hóa mở rộng, người ta xây được Và cho phục con em vụ người ta học cho nước hành gì tập như chúng mày, chúng tao đất cộng sản chúng tao muốn vỉa hưu vỉa vượn đấy là quyền của chúng tao, chúng mày lấy tư cách gì ngăn cấm hả? Mà mấy cái con phản động trong nước đó bây giờ không lên mạng sủa nữa lặt hết rồi, còn có thằng Dũng Vô Va với lại một cái thằng mắt chột mà đeo kính hay là viết cái bảng đây là chủ tịch về chấn hưng nước Việt, cái thằng tự đặt đó, cái thằng còn cái thằng chột đó, thằng Phan Văn Bách cũng lặt rồi, lặt hết rồi, mấy cái thằng đúng trong rồi. Nam kia lặt hết rồi, không còn, bây giờ lên mạng nó còn là có một cái thằng danh con mà lên mạng đi hát hò để bịa đặt đó, còn cái thằng đó không biết đã lặt chưa, nhưng mà cái mạng của nó vẫn lên trên mạng này, không thấy nó livestream nhưng mà thấy những các cái like cũ chắc là cũng lặt rồi. Bây giờ an ninh mạng nó có hiệu lực từ hôm mùng 1 tháng 9 mà bây giờ tháng 10 rồi, lặt hết Không, rồi. mùng 1 tháng 1 2019 rồi. Lặt rồi, Mùng 1 lặt tháng hết 1 rồi. 2000. Mạng xuyên tạc lặt hết rồi. Vừa rồi đây bắt mấy thằng Bình Thuận đó, mấy cái thằng ba quê ở ngoài nước ngoài ấy,
là như này này, nó tặng cho mấy cái thằng mà đi cướp giật với lại móc túi nghiện hút đó, với mấy cái con ca ve già ở Việt Nam không người chơi đó, là mỗi một đứa, nó tặng cho mỗi một đứa là 50 năm tù, 20 năm tù, 15 năm tù. Với vụ Bình Thuận đó 50 năm tù, 11 năm quản chế. Ôi dồi ôi, 50 năm tù chúng mày còn sống được mà ra tù nữa không? Đâu, cao cao nhất là 5 năm tù, cao nhất là 10 13 năm tù vụ Bình 50 Thuận năm đó. tù của một cái chỗ đó là cái chỗ nhẹ, còn cái chỗ nặng này cầm đầu đó, cầm đầu với lại ném bom xăng đó, chế bom xăng đấy, 50 năm tù. 5 đứa là 50 năm tù, còn 3 Đúng đứa là rồi. 30 năm tù, 20 năm tù. Cô xem từ đó đến cuối hết. Đó là cái chỗ mà Bình Nó Thuận mà ném tổng xăng bom xăng đó. hình phạt cho 5 người đấy là 50 năm tù, Đó, cho nên là hắn tặng cho mỗi một đứa mười là năm cái vé tù. là đắt, rất là đắt. Chúng mày phải trả giá rất là đắt, bởi vì như nào? Ngoài xã hội, chúng mày đi làm bình thường cũng tháng được 7-8 triệu bạc. Không cần phải ăn 20 triệu nó cho, mà phải ngồi cái tù kinh khủng. Thời nay hòa bình rồi, đâu phải người thời chiến tranh mà chúng mày đi kêu gọi dân biểu tình. Đây là cái bọn này là hắn học theo cái sách mà ngày xưa mình chiến tranh với Mỹ đó. Đúng rồi, kiểu đập đuôi cộng sản á, À, là đập nó đập học không cái đúng. sách nó học cái sách là Việt Nam mình ngày xưa mà chiến tranh mà kêu dân đi biểu tình để đi làm loạn đó. Đấy là giặc nó vào nước, giặc xâm lược giết người dân Việt Nam, người ta mới phải như thế chứ. Ngày nay người ta sống bình thường, dân người ta sống ổn định, cuộc sống ổn định, đâu có ai giết ai, đâu có ai làm gì. Còn đánh nhau với đánh nhau thì đánh nhau thì con cái dạy không nên trốn thì đánh nhau thì chết. Còn Việt Nam mình có cái bệnh như này này, mấy hôm nay là hắn lên mạng đang nhai này, hắn nói là Việt Nam mình tai nạn giao thông nhiều, chết nhiều. Tao nói cho mày biết Mà này, cái nước mày ở đấy cũng không kém đâu. Có cái là cái nước người ta đấy là người ta khiêm tốn lịch sự, người ta không có tung vớ tung vẩn lên mạng. Nhưng những người Việt Nam mình ấy là cái này, làm như y cái kiểu mà tôi có máy, tôi quay để tôi vứt lên mạng để cho oai, cái kiểu như thế. Thế nên cái gì cũng vứt lên mạng. câu view câu like Câu like, bên Đài oai. Loan như thế là chết ngay á nhỉ cô nhỉ. Bên Bên Đài Đài Loan Loan mà mà những cái thông tin vớ tim vẩn lên lên mạng, ngày mai là anh đến nhà anh cho phạt tiền lần đầu tiên, lần thứ hai là anh cho vào tù ngồi vài năm kìa. Cái đúng rồi. nó nghiêm chỉnh lắm, nó không có, kể cả Trung Quốc đừng có nói là đâu có. Việt Nam mình là cái đất nước là người nhân nợ nhượng, đấy là đang làm theo đạo đức của Bác Hồ, đang làm. Chúng mày mà không được cái những cái lời Bác Hồ để lại đấy, mà những cái thằng chó ba que hay chửi đấy, chúng mày mà không dựa vào những cái lời Bác Hồ để lại đấy thì chúng mày chết. Chúng mày đừng có chửi Bác Hồ, mà chúng mày phải cảm ơn ăn cái lộc của bác. Con cháu chúng mày thì hằng đánh đung thu hay cái chỗ kia là ăn lộc của bác, đúng không? Rồi là chúng bọn mày đi bọn ra nó đường. nghe thấy bọn nó lại hỏi tại sao lại phải cảm ơn ông Hồ đấy, nó lại nói cô như thế đấy, Không cảm tại ơn Bác sao lại Hồ làm cảm sao? ơn ông Hồ. Bác Hồ dạy con cho cháu là phải sống phải từ thiện, phải biết thương kẻ trên người dưới, làm phải phải, phải tuân thủ pháp luật. Rồi là trẻ con thì Tết Trung Thu thì được ăn kẹo của nhà nước, người là bác thử để thư lại. Hai là Bác Hồ là làm theo điều Bác Hồ dạy, là tức là nghe tức là làm theo đạo đức của Bác Hồ, chứ kể không làm theo đạo đức của Bác Hồ à. Mày chỗ Việt Nam chúng tao mà giống như nước Mỹ hay như Trung Quốc à, chúng mày mở miệng đây chúng mày chửi à, là cho chúng mày lên bàn thờ ngồi vĩnh viễn luôn, nghe chưa? Mày thì chỉ việc đơn giản à, bên Mỹ kìa đứng lại, chỉ chạy một bước hai bước quay đầu lại bằng bằng, mẹ chúng mày lên bàn thờ ngồi vĩnh viễn luôn. Mà Việt Nam chúng tao Ăn à, ăn ăn đã chuối cả đồng ngay, nải, ăn gà cả con ngay nhỉ. mẹ chúng mày cứ tưởng đâu là chúng tao là người dân không hiểu biết à. Chúng tao thừa hiểu biết đấy. Tao nói này, cái đứa cháu tao đấy, nó học ở bên Mỹ cái kìa, nó đi du lịch thôi. Mà nói là có một nhà người Mỹ đấy, mà bà cụ 70 tuổi rồi, hai đứa con cãi nhau đánh nhau để sau là
cái thằng kia bị đánh là gọi cảnh sát đến, mẹ ra chửi con đấy, là cảnh sát cầm cái gậy trống này này này, mà nó cảnh sát nó cầm cái súng đằng kia bắn lại bằng bằng 32 phát súng, bà chết nằm gục. Bà 70 tuổi bà làm được cái gì, bà cầm cái gậy bà đâu làm được cái gì, bà cầm cái gậy bà chống bà đi, nó bắn bắn 2 viên đạn chết. Người Việt Nam đó, người Việt Nam đó. Rồi một cái thằng bé 15 tuổi ở trong nhà đó, nó bị thần kinh mà, nó có cái thần Vâng. kinh. Bố con cãi nhau, sau lấn giận nó đóng cửa lên vào trong đó, ông nó sợ nó tự tử trong, nó chết rồi nó, ông gọi cảnh sát đến để giải hòa. À, cảnh sát đến này kêu mở cửa không mở, đạp cửa vào ông cho 2 phát súng chết luôn đó. Chúng mày đi chết thay vô giặc chúng mày không cần phải khóc ở Việt Nam. Việt Nam chúng tao thừa nhân đạo, chúng mày hãy lo cái cuộc sống của chúng mày đi, sống cho đàng hoàng, đừng có đi ăn cắp, đừng có đi ăn cướp. Ở bên Mỹ mà trục xuất về Việt Nam là nhục lắm, hiểu chưa? Nên chúng mày đừng tưởng đâu là người ta không hiểu biết chúng mày là ai. Chúng mày lên mạng, chúng mày xuyên tạc, chúng mày hát hò bịa đặt lại giặc ngoại xâm tới. Tao nói để cho chúng mày biết này, thằng Mỹ đó nó cho thằng Trung Quốc Đúng rồi, Nguyễn bán, Hoàng nói rất là đúng đấy. thằng Trung Quốc nó thuê đất nha, thuê đất 10 10, mà bao nhiêu năm, bao nhiêu năm này, 90 năm hay 1.000 năm đó, để anh xây nó làm những các công xưởng mà nó bị phạt mấy lần đó, bô sa đó của Trung Quốc với của Đài Loan đấy, ở bên 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 Mỹ kìa, Một nó nghìn làm năm qua đẩy đó. Chúng mày ra đó đi làm cho Trung Quốc đó, sao không ra đó biểu tình đi? ở bên Anh á, chính phủ Anh với các công ty tập đoàn lớn của Trung Quốc nó ký về xây dựng đầu tư bất động sản là 200 năm. Đó, sao chúng mày không ra đó mày chống đi, cần gì phải chống ở Việt Nam? Mày chân hay nghe nói là Trung Quốc sang Việt Nam mình sẽ hay công trưởng công sở, rồi là nó bảo là giặc ngoại xâm đến. Tao nói cho mày biết này, thằng Trung Quốc nó đánh Việt Nam một trận năm 79, chỉ có 1 tuần, đâu 3 ngày, à 1 tuần, 1 tuần nó đánh, 1 tuần là về đến Động Đăng Lạng Sơn chúng tao này, đánh về đúng nhà tao ở này, Động Đơn Lạng Sơn nhá. Tao nói cho chúng mày biết, chỉ 1 tuần là nó rút quân. Nhưng tao hỏi chúng mày, khi nó rút quân nó có được mang xác về không? Nó chết hết từ ở nơi cái sông Hồng trở về Việt Nam. Nào giẫm bầy bom chết, nào giẫm bầy mìn chết, nào giẫm bầy trông, à đúng không? Nào là bị bộ đội mình ở trên núi tặng xuống, nào đi những cái xe nào mà đi xuống nước cái là chập điện, chập điện chết sạch, có về được đâu. Còn về được những cái thằng mà Việt Nam mình bắt sống nha. Cho nên Trung Quốc bây giờ mà nói đánh nhau Việt Nam là nó hãi lắm, nó bảo đi được không về được. Anh em mà gần đây kêu sang uống bia uống rượu có gì giải quyết, Trung Quốc bây giờ Đúng như rồi, thế đó. bây giờ giao lưu văn hóa văn nghệ sao là giao lưu buôn bán giữa anh em giữa hai nước thôi, người ta không không muốn nhắc đến cái chiến tranh đấy nữa mà. Nam chúng tao đấy là đẻ nhà nào ít cũng 3 đứa, như Trung Quốc chỉ có 1 đứa, đẻ đứa thứ hai, đẻ được 1 đứa thôi là nó thín luôn ở bệnh viện luôn nha, tỷ sản luôn, nghe chưa? Cho nên người Trung Quốc bây giờ là người ta phải đi thụ tinh, thụ tinh một lúc 2 đứa, chỉ đẻ được 1 lần, không được đẻ lần thứ hai. Cho nên nước Trung Quốc hiện giờ là không cần phải chơi nhau có chữa nữa, mà nó phải đi thụ tinh, thụ tinh là đẻ được 2 đứa. Thì mẹ nó có 1 đứa thôi, cho con đi bộ đội rồi chết thì mình lấy đầu con. Cho nên là Trung Quốc bây giờ nó đâu có dám đánh nhau. Mà nước Trung Quốc là nó có 2 đảng, mà cái đảng của nó đấy rất là mạnh, tất cả trên thế giới ủng hộ nó. Nếu như Trung Có thấy Quốc một với Việt đảng Nam cộng sản của hắn Trung lật, Quốc rồi mà, có là con hắn lật thấy một ngay. đảng cộng sản 2 đảng, Trung Quốc rồi mà, Trung một Quốc nó có đảng nữa 2 đảng. Cô nói cho cháu nghe này, Trung Quốc nó có 2 đảng, một đảng Cộng à. hòa của nó, mà nó không, cái thiếu A Môn có nhớ không, Thiện ăn có nhớ cái môn thiếu A Môn không, nó giết cái thời đó, có. cho nên là nó bị một cái cú đấy. Hiện giờ nó vẫn, cháu vào mạng của cô mà xem, cô tải về rất nhiều, về mà xem nó biểu tình, nó còn đưa cả một quân đội ra đi biểu tình cơ, mặc quần áo quân đội, toàn quân đội không này, đây biểu tình. Mua hát ngày xưa là giết nó đấy, bây giờ có dám giết đâu, nó kinh khủng lắm. Bọn Trung Quốc mà được như nào,
cả một cái nước, cả một cái bên Hồng Kông ủng hộ nó nha, cả một Macau ủng hộ nó nha, cả Đài Loan ủng hộ nó nha, Mỹ ủng hộ nó nha, Liên Xô Nga ủng hộ nó nha. Nếu như Trung Quốc bây giờ mà đánh Việt Nam lật ngay, nói mà nghe đấy, cho nên hơn không dám đánh Việt Nam mình, hiểu chưa? Cho nên chúng mày tìm sai đối tượng rồi, chúng mày là nhằm chửi Trung Quốc, nói xấu Trung Quốc để với Việt Nam để đánh nhau, để chúng mày về Đúng cướp chính quyền. rồi. Nhầm nhầm nhầm, tìm sai lối rồi. Tao nói cho mày, chúng mày còn ở bên Úc kia kìa, chúng mày đi biểu tình, chúng mày vác cờ đỏ sao vàng ra chúng mày biểu tình. Cái bọn chống cộng bên đó đi biểu tình ở bên đó, vác cờ đỏ sao vàng đi biểu tình, nhưng sau bị tẩy chay là mất luôn. Bắt vào người ta gọi đại sứ quán đến, đại sứ quán nói cái những cái người này đâu phải người Việt Nam chúng tôi, người ta đã đi lưu vong ở bên này, nó muốn Việt Nam chúng tôi với ông đánh nhau nên đấy. Cho nên tao nói cho mày nghĩa này, cái thời mà chiến tranh ấy, nhưng các chú bộ đội ấy, đánh nhau ở chiến trường rất là giỏi, rất là Hello giỏi. chị Thu Hà. Giỏi là giỏi như nào? Giỏi là cho chúng mày giẫm mày trông này, rồi đánh cái kiểu mà đánh con ốc đấy, đánh tại chỗ đấy, người ta ở dưới hầm, người ta biết chúng mày đến là người ta sẽ đánh, đánh chúng mày tại chỗ, súng của chúng mày bắn chúng mày, đạn của chúng mày bắn chúng mày nha. Cái thứ nhất là này, chúng mày chửi cộng sản chúng tao tham ô, như chúng mày tham nhũng này này, thằng Mỹ nó cấp đạn cho chúng mày bán cho cộng sản, bán cả ô tô luôn, Đúng thì rồi. gậy ông đập lưng ông, hiểu chưa? Cộng sản chúng tao là thế giới người ta cho rất nhiều tiền, thì phải mang cái tiền đấy để đi đút lót cho cái thằng thằng Ngụy Tô Tạo được to đầu đấy, vợ trung tá trung tướng như thế nhiều tiền hít mắt lại đúng không, có biết đâu là cộng sản, có biết đâu là giặc, Vâng, có đây hy tiền ở vọng. đấy đúng không? Vâng. Đánh cả ông Ngô ra bán thì bán cho cộng sản, nhưng khi là người ta dùng cái Đâu súng đó. nó đánh ô tô vũ khí các thứ bán qua Lào và Campuchia, thế là cộng sản mình lại qua Lào Campuchia mua vũ khí nó lại quay về đánh bọn nó, Cho nên là cái bọn nên này nó rất là là ngu. ông Mỹ bố Mỹ mới chửi cái đám này này, cái đám này ngu ngu nuôi ấy mãi không lớn, không khôn ra được, Cho nên là nên là thôi cắt viện trợ. cái thằng thằng Mỹ đấy, thằng Mỹ nó nói là nói đến Việt Nam Cộng Hòa là nó nói vào là rất ngu, rất dốt, không có kinh nghiệm, không thông minh, Đúng rồi. ăn thua bắt nặng, không làm được gì. Cho nên là Mỹ phải rút quân. Cho nên tao nói cho chúng mày biết này, người ta giỏi là giỏi, giỏi cái chỗ đó nha, chiến trường cũng giỏi. Còn tao nói cái bàn đàm phán này, cộng Mỹ mà nó phải khen là Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam có một cái bộ máy trung ương đảng rất là khôn ngoan, ngồi trên bàn đàm phán đấy là nó vặn răng thằng Mỹ, bẻ cổ thằng Mỹ, thằng Mỹ phải rút, buộc phải rút quân cút khỏi Việt Nam, thì chúng mày là chó, chúng mày phải theo chủ. Ngày nay chúng mày sủa gì, gây ra thì phải chịu hậu quả đúng không? Chúng mày đi chết thay cho Đây nó thì ngày nay chúng mày phải chịu đi làm súc vật. Còn nếu mày lấy tư cách gì gọi nói về Việt Nam, chúng tao đéo cần chúng mày phải yêu yêu nước, chúng tao cũng không cần chúng mày phải yêu dân. đúng Còn những cái rồi, người bọn đấy mà yêu yêu cái gì, nó yêu phá hoại, yêu cái gì bọn đấy. những cái người ở hải ngoại đó, bây giờ tao mới nói những cái người hải ngoại cho chúng mày biết này, hải ngoại nó có hai loại hải ngoại. Hải ngoại mà như chúng mày ba que đấy theo giặc là cái bọn chúng mày là loại ba que theo giặc. Còn cái người hải ngoại là người ta sang nước ngoài, người ta đi làm ăn, người ta sinh sống ở đó từ cái thời mà chống Pháp, chống Nhật đến bây giờ đó nha, hoặc là cho đến bây giờ cũng có người ta sang, người ta như nào, người ta ngồi, người ta cũng vào, người ta giúp Việt Nam rất nhiều, giúp tiền giúp bạc, rồi người ta giúp tiếng nói, người ta giúp công sức, người ta có người, người phải đổi mạng. Bác Hồ còn sang bên đấy lấy người về Việt Nam mình để làm súng làm đạn, lấy tìm người tài về Việt Nam cái ngày chiến tranh đó. Còn những cái người, người ta còn đứng ra, người ta đi biểu tình, người ta đi hết tất cả các thế giới, người ta may cờ đi hết cả các thế giới để phát cờ, để kêu gọi các nước đứng ra biểu tình chống lại thằng Jun Sơn. Người Việt Nam chúng ta rất cảm ơn người ta. Cho nên Bác Hồ mới nói là những người hải ngoại là một cánh tay phải của Việt Nam.
chúng ta vẫn nhớ đến bây giờ. Chứ chúng mày Đúng không thể rồi. sáu được. Hải ngoại nó có hai loại người, có hai cỡ người, một cỡ người yêu nước người ta chân chính, còn cái cỡ ba que chúng mày mà đi theo giặc đó, nối chân vô giặc đó là chúng mày mãi mãi kiếp kiếp là giặc chứ không bao giờ đổi. Bởi vì cái óc Hải của chúng mày ngoại là như này, hải ngoại một một là công dân hạng hai thế giới, còn đám ba que hải ngoại là công dân hạng tư thế giới, cái đấy ngang bằng con chó của đấy. cho nên là tao nói để cho chúng mày hiểu rằng ấy, đừng tưởng cái người dân Việt Nam chúng ta không hiểu cái gì. Chúng ta rất là Hello, hiểu, cái này gì? chúng ta biết, nhưng mà chúng ta không không bởi vì chúng ta không không nói để chúng mày tưởng chúng ta không biết, nên chúng ta phải nói để cho con cháu người ta hiểu. Cho nên là trên mạng mà nhìn những cái chỗ mà chúng mày đánh người đó, đánh du kích, đánh bộ đội, đánh người dân đó, chúng ta không dám nhìn, không dám nhìn, lướt qua không dám nhìn, Cảm ơn xem các là nước con. hận thù chúng mày cứ nói cộng từ cộng sản, chúng ta không hận thù chúng mày thì thôi, chúng mày lấy tư cách gì hận thù chúng tao? Chúng mày Đúng giết rồi. người. Tao nói cho chúng mày biết này, cái đứa bạn của tao đấy, nó nói là em gái của nó đấy bị rơi vào tay chúng mày, một tiểu đoàn chúng mày 40 đứa chơi lượt, chơi hết, chơi đến khi nó chết thì thôi. Chúng mày ác đến mức độ như thế, đàn bà không tha, bà già không tha, miễn là có cái của quý Ừ, là em chúng đi mày chọc chơi sạch. chó đi. Cho nên chúng Châu mày là La cái thứ Khải nó đang phát á. chứ chúng mày còn nuôi cái thằng bôn bốt đó, thằng bôn bốt đến sang Việt Nam đến giết hết thằng bôn bốt đấy, nhỏ to già già trẻ, nhưng chặt chặt đầu chặt cổ chặt ngang nằm như chuối. Cái phim tài liệu nó còn ở đó, nhà báo nó quay lên còn ở đó, chúng tao không bao giờ quên đâu. Cho nên chúng ta không nói là chạm đến đau thương. Nhà tao 7 người đi lính này, về có 2 người, nhưng mà cũng trong vòng chẳng được bao lâu rồi chết, đạn bom nó dính ở trong người đầu không. Tao không đau thương à? Tao không đau khổ sao? Tao không căm thù chúng mày sao? Đù má chúng mày bắt người cộng sản đấy, chúng mày cưa chân cưa tay người ta, chú tao kìa, chúng mày cưa hết cả 2 cái cụ chân của ông á. Chúng mày hạch ông nó khai, ông không khai. Hôm nay chúng mày cưa khúc bên này, ngày mai chúng mày cưa khúc bên kia. Bây giờ ông phải đi ngồi xe lăn đó. Nhà nước nuôi toàn vẹn đó. Còn chúng mày đang còn cả chân cả tay, chúng mày cho chúng mày đi sang bên tại ngoại chúng mày sống. Người ta nhân đạo đến như vậy mà ngày nay chúng mày đang còn ngoái đầu lại. Tao nói chúng cộng sản chúng ta đúng là hối hận. Hối hận là như nào, cái thời mà chiến tranh đấy. Mà cái lúc mà chúng mày mà bán lấy cảng máy bay với lại bán lấy cái thuyền mà đi đấy, cái ngày đó chỉ cho mặt tràng pháo chúng mày chết hết, ngày nay chúng ta không đau đầu. Chết sạch chúng ta, ngày nay chúng ta không đau đầu. Mà những con cháu ở chúng mày trong nước giết sạch, chôn sống sạch. Như ở bên Trung Quốc kìa, hắn đào hốc chôn sạch, giết sạch. Ngày nay nó không phải đau đầu. Bởi vì nhân đạo tự sát mà. Nhân đạo tự sát mà. Chứ tưởng là cho chúng mày làm người để chúng mày biết. Nhưng mà chúng mày kiếp kiếp chúng mày là súc vật thì không bao giờ chúng mày tẩy não được. Người ta nói rằng là đã quen tính nết đi rồi mà có tu tính lại là người lững lơ. Đúng không? Vâng. Mày nó quen rồi. Cho nên thì chúng mày có đâu có bao giờ mà chúng mày sửa đổi được Đây đâu. này, à, có chú Nguyễn Hoàng nói này, đội Nguyễn Hoàng nói là cậu tôi bị chúng mổ bụng sống đó. Này. Cái bọn chúng mổ bụng giết người là moi tim moi gan là việc Người thường xuyên của ta bọn đã nó mà. lên mạng nói là yêu đồng bào với đồng bào quốc nội với đồng bào quốc ngoại, ôi đi cái con đi mẹ à, chúng mày chứ đồng bào chúng mày đè chúng mày giết chúng mày nhận chúng bùn không hố sâu nước thẳm với chúng mày giết người, ngày nay chúng mày dám mở miệng đây chúng mày nói là đồng bào quốc nội, ai là đồng bào quốc nội của chúng mày, ai là đồng bào quốc nội của chúng mày, đi mẹ Đúng chúng mày rồi, chứ cái nó toàn toàn suối người dân đi biểu tình thấy xong rằng là là làm này có làm một kia là cụ đi đầu tù bạc rồi. mà cô Võ Thị Sáu đấy, cô sinh trước cô giết thằng Pháp, ngày nay nó chống thằng Mỹ thì là nó ngồi nó nói là
nó nói xấu bà Võ Thị Sáu là con điên con khùng, nhưng chắc là nó là con thúc vật cho nên nó mới mở miệng nó nói như thế. Có một cái thằng già lên mạng nói đó, nó là một con thúc vật, mẹ cô chỉ gặp mong gặp được nó thôi. Thì cô thử hỏi nó là mày hai chân hay là bốn cẳng mà mày mở miệng mày nói những các cái giọng nói như thế. Những cái người phụ nữ, người ta chỉ dù người ta chỉ giết được một thằng giặc thôi, người ta cũng đã được đạn danh anh hùng rồi. Nhưng mày là cái thằng ăn ăn sau đẻ muộn, ăn cái lọc của người ta được ngày nay sống như thế nào, ấm no hạnh phúc. Mà ngày nay chúng mày cứ nói Việt Nam chúng tao nghèo với đói, tao không hiểu chúng mày chúng tao nghèo đói chỗ nào. Tao nói cho chúng mày biết nè, Việt Nam chúng tao là có một cái chương trình từ thiện rất là nhiều, chẳng ai đói cả, Đúng. chẳng có ai Nhà đói nước mà cũng chẳng ai có. lo. Tao nói như này, cái quê chỗ nhà tao đấy chỉ còn có hai nhà, nhà tranh thôi, nhà nước tài trợ cho một nửa tiền, nhà nước tài trợ cho một nửa tiền, còn nửa tiền tự túc. Thế có nói gì nữa, thằng Mỹ nó có cho chúng mày như thế không? Tao không hiểu chúng mày ở ở với bụt thì lại muốn đi mặc áo cà sa, mà ở với ma thì chúng mày đi mặc áo giấy. Chúng mày ở với bên bên cộng sản thì chúng mày là muốn mặc áo từ bi để chúng mày sang Mỹ, đúng không? Rồi sang với Mỹ đấy là chúng mày phải mặc áo giấy. Mặc áo giấy như thế nào? Đối phải cắm lều ra ngoài chuồng, ngoài để bờ hè mà cắm trại mà ngủ kìa. Ở nhà lầu xe hơi đâu? Có nhiều đứa cũng đi xe hơi bên đó cũng rất nhiều. Bởi vì xe hơi đó ở bên Mỹ giống như xe đạp Việt Nam ấy. Mà cái xe hơi của chúng nó ở Việt Nam mình chỉ 70 triệu tối đa. Việt Nam mình bây giờ không ai chơi cái đồ xe đấy. Việt Đúng Nam mình rồi. bây giờ phải chơi cái hạng từ 300 triệu trở lên. Chứ không có ai người ta đi cái xe đấy đời cái đời đời thời đó cả. Nhưng mà cái bọn mà chống cộng cực đoan đấy là vẫn chơi đồ cổ. Nhà nó ở đồ Cô cổ. Giao Hoàng ơi, cháu hỏi cô một câu đó. Cô có phải dư luận viên không đấy? Đợi Nguyên Khang nó bảo là dư luận viên, sủa mạnh nó đi, nó chửi cô đây này. Thì con đi mẹ mày, tao á chẳng có dư luận viên nào hết đấy, tao đang ở bên Đài Loan này. Mày có muốn nghe tivi tiếng Trung Quốc không, tao mở cho mày nghe. Đù má mày, tao chẳng có dư luận viên hết nào hết đấy. Tao á là người dân bình thường, tao sống ở Đài Loan này nha. Như khi tổ quốc cần ấy là chúng tao phải phục vụ đất nước, cho dù chúng tao ở một cái phương trời nào. Còn đủ bản lĩnh mà ăn nạt cái bà già này ấy, đủ bản lĩnh sang sang Đài Loan, xuống xuống máy bay, xuống 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 sân bay Thảo Giếng hay hoặc là xuống bay Đài Bắc, tao đoán thích chơi kiểu gì chơi hết nha. Còn hiện giờ tao đang ở bên Đài Loan, hiểu chưa? Tao chẳng có vi lượng vin nào hết á. Chúng tao nói sự thật, việc thật, người thật, nói thật. Còn chúng mày là bọn láo, bọn ăn cháo đay bát, cho nên chúng tao phải chém chúng mày, được chưa? Nói để cho con em chúng tao hiểu biết. Mày cứ nói rồi bốc phét chúng tao ăn lương ai? Chúng tao chẳng có ăn lương ngoài hết á. Mày có thích nghe tivi để Trung Quốc tao mở mà nghe này. Tự nhiên đi chọc làm cái gì, đời Nguyễn Khang khổ quá. Cô đâu, cô Giao Hoàng? Cắm điện à, máy hết điện rồi. Nó hỏi bà là cho tôi được gì mà ăn cháo đá bát hả bà già? Cái thằng láo này, đời Nguyễn Ở thì Khang này. chúng mày ăn cháo đáy bát này như này này, cái ngày mà chiến tranh đấy chúng mày chui dưới đất đấy thì mày sống đến ngày hôm nay. Người ta chết thay, người ta chết để cho chúng mày sống hạnh phúc ngày hôm nay, mà chúng mày ngoái đầu lại đi chửi người ta là chúng mày ăn cháo đáy bát. Chết chưa? Được chưa? Chúng mày được sống hạnh phúc, người ta phải chết một cái đống đất đó để cho chúng mày sống. Nghe chưa? Nghe tiếng Trung chưa?
Này, đời Nguyễn Hàng, ai cần chúng mày giải phóng á, xin thưa thế này là thế này nhá. Bà con nhân dân ở đồng bào miền Nam, người ta cần giải phóng, cần đuổi cái lũ ngụy quân ngụy quyền tay sai giặc Mỹ và cái đám ba sọc này này ra khỏi đất nước, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, biết chưa? Có nghe không? Có nghe tiếng Trung Quốc không? Có. Thế mà nó bảo là nó ở đâu? Nó bảo cô ở đâu? Nó bảo cô là dư luận viên, đã biết là ở trong nước hay sao, ông nghĩ cô ở trong nước mà. Cho nên là tao nói để cho cái thằng lồn chó biết này. Mày chỉ hơn con chó đôi đũa, tao không thèm chấp mày. Cho nên á, tốt nhất là mày đi ăn cứt thay cho chó đi nha. Tao nói mày đi ăn cháo đáy bát là như này này. Cái khi mà người ta đứng chịu sào bom rơi đạn nổ đấy, khi đấy mày đang chui ở trong lồn đứa nào? Ừ. Chị già Thảo, cứ để cho bọn ba sọc ba que ở hải ngoại với đám dân chủ quậy trong nước bị cái thằng vui vẻ Cái cái khi gì thương ấy mà nhỉ, bom rơi nó đạn nổ lừa đấy, nó đáng đời. cái khi mà bom rơi đạn nổ đấy, thằng cha con đĩ mẹ mày chui ở trong cái Con lồn của thằng Mỹ đó. Mẹ mày á, cha mày thì đi đánh thuê, còn mẹ mày là đi ngủ với thằng Mỹ đó, đi nô lệ tình dục, vì đẻ ra cái loại nghiệp thúc mày. Là chúng mày ăn cháo đáy bát, ai mượn chúng mày giải phóng? Bởi vì chúng mày giết người nhiều quá, dân người ta phải nổi dậy giải phóng chúng mày, đánh đuổi đúng bọn xâm rồi, lược, đánh đuổi bọn tay sai. Mày thích trả lời thôi, trả lời cho mày nghe. Thì con đi mẹ mày, khi đó là toàn dân đứng lên đánh, phải giải phóng chúng mày. Bởi vì giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, hiểu chưa? Đánh như chúng mày bỏ xác, đánh như chúng mày tụt quần nó chạy, đánh cho thằng thằng Mỹ phải này. Chúng mày đừng có đưa thằng Mỹ, đưa cái thằng mũi lõa ra để đe dọa Việt Nam nhá. Vì này, chúng tao đéo có sợ thằng lồn nào hết đấy. Bởi vì này, thằng nào cũng đánh qua hết rồi, Mỹ cũng đánh, Ngụy cũng đánh, đánh hết rồi. Mày cứ hơi tí là đưa cái thằng mùi lõa ra, thằng Pháp mày, thằng Mỹ, chúng mày đưa cái thằng mùi lõa để đe dọa cộng sản, chúng tao đéo có sợ thằng nào hết đấy. Còn những cái nhà lãnh đạo Việt Nam chúng tao, người ta không thèm chấp với chúng mày, người ta không thèm nói chúng mày, bởi vì là nói với chúng mày thì nói với con chó nó còn có giá trị hơn, hiểu chưa? Tao chửi chúng mày ăn cháo đáy bát này như này này. Khi mà máy bay nó bỏ B-52 này, nó bỏ bom xuống đấy, chúng mày rúc ở dưới dưới bụng bùn đấy, chúng mày không dám ló cái đầu lên. Cái người người ta anh hùng đấy, người ta phải chết thay cho chúng mày, để đến ngày hôm nay độc lập ăn no ỉa cho to đống cứt rồi mà đi nói phét nói láo, nghe chưa? Đấy là cái hành vi của chúng mày, là ăn cháo đáy bát, hiểu chưa? Mày được gọi ăn cháo đáy bát là cái gì? Ai mượn giải phóng? Chúng tao mượn chúng ai? Phải giải phóng chúng mày. Con đi mẹ mày, mày lại còn còn thực còn, 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 còn ai mượn giải phóng? Đất nước Việt Nam là một, không có làm hai được. Mày là cái lũ nô lệ, trai thì đánh thuê nô lệ để kiếm đồng tiền, mà gái thì nô lệ tình dục. Cái lũ chứ chống cộng cực đoan chúng mày là như thế. Bây giờ vác xác thằng lên Mỹ đấy, trai thì đi ăn cắp bị nó trục xuất, còn con gái thì ngửa lồn cho thằng Mỹ nó đụng, rồi bọn trẻ con này bị thằng Mỹ là đẻ, nó bắn cho vỡ sọ ra, đéo dám lên tiếng. Hèn Mất hèn một với sức giặc, lao động nữa. hèn với giặc, Bọn đấy đéo mới nói là hèn với giặc, ác với dân. hèn với giặc mà ác với người dân Việt Nam mình. Cháu nói đi, cô ra ngoài này tí cô lại xong. Vâng. Đấy. Đối với cái đám ba sọc ở hải ngoại thì cô ra hoàng chửi thế là quá là đúng. Còn cái đám dân chủ quậy trong nước này, khôn gì đâu ấy, cũng bị thằng cái gì Thương, mà tên tên Thương á, có cái nick vui vẻ, nó lừa đảo thông qua việc kêu gọi từ thiện. Cái đám ba que hải ngoại cũng bị nó lừa, cái đám dân chủ quậy trong nước cũng bị nó lừa nốt. Thật sự là
chỉ có một lũ đầu óc quá ngu muội để cho một số kẻ lân dân chủ cuội nó lừa đảo, lừa tiền, lừa tình, lừa đủ mọi thứ. Cuối cùng nhiều kẻ tin tưởng nghe theo bọn chúng là bắt đầu vào tù là đi lưu vong qua Thái Lan, qua Mỹ, qua Pháp hoặc qua Canada. Đấy. Sống thì sống một cuộc sống lay lắt, vất vưởng, vất vả, mà người dân ở trên thế giới coi cái đám ba sọc, cái đám phản động phản quốc này này là công dân hạng tư thế giới. Đấy. Thì có gì hay ho mà cứ đi theo nghe theo cái đám Tân Thái bên này Trương với bọn Ngô Kỷ, Ngô Kiếp này với là Nguyễn Phương Hùng này làm cái gì? Nghe theo cái đám Bào Minh Quân làm cái gì? Đấy, còn thêm cái đám Việt Tân ở bên Thái Lan á, bên Mỹ nữa, nó xúi người dân, kích động người dân biểu tình biểu tọt, kích động đồng bào giáo dân để lập hội này đoàn kia để chống phá đảng nhà nước, chống chính quyền nhân dân. Cái điều đó nó hoàn toàn sai trái với pháp luật mà cả thế giới này người ta cũng không thể chấp nhận được. Không có một quốc gia nào trên thế giới người ta chấp nhận cái việc mà nhà cầm quyền bị một trong những thế lực nào đó nhằm lật đổ cái nhà cầm quyền người ta. Đấy là cái việc nhà cầm quyền và nhân dân người ta cũng không chấp nhận được, đặc biệt đó với cái tinh thần dân tộc của người Việt không bao giờ chấp nhận cho một kẻ nào rước giặc ngoại xâm hoặc một quốc gia nào khác gọi là đem giặc vào nhà để áp đặt Việt Nam phải làm thế này làm thế kia, nghe lời ngoại bang. Chỉ có ba sọc, cái đám ngụy nô này này mới lúc nào cũng muốn rước Mỹ vào Việt Nam để làm gì, mục đích à? Từ Việt Nam làm mấy bàn đạp để làm bá chủ của châu Á, đồng thời của cả thế giới. Nhưng mà xin thưa rằng Việt Nam á, đảng nhà nước lúc nào cũng rất là tỉnh táo, đứng trên tinh thần là trung lập, nước nào cũng chơi, Mỹ cũng chơi, Trung Quốc cũng chơi, Anh, Pháp, Canada cũng chơi. Đấy. Với điều kiện không có quốc gia nào được đặt khu vực phi quân sự tại lãnh thổ Việt Nam để làm bàn đạp tấn công quốc gia khác, Cái thằng đấy à là thằng 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 cái thằng à thằng gì nhỉ, thằng Nguyễn Đạt. Nhà nước có muốn nghe nhân dân nói không? Mày ngu hơn con chó một đôi đũa. Người ta thường nói rằng này, lắm lắm cô, lắm mồm lắm miệng thì lắm làn lắm sóng. Người ta nghe nhân dân nói là như này, hội đội tức là họp thôn này, đấy là họp đấy, đông người cất lên một tiếng nói rồi dồn vào một ý, rồi nhà nước một ý, người ta lựa vào người ta làm chứ, thế không phải là nghe cái quyền quyền lợi nhân dân góp ý sao? Mà mày lại còn nói cái câu đó, mày học lớp mấy là mày ngu thế, mày sống ở cái nước nào thế? Nói tốt nhất ngu ấy thì lắng tai nghe, đừng có bình luận thì Trần người Ngọc ta biết Vy này là có đi họp thôn với là họp tổ dân phố bao giờ không mà hỏi một câu cộng sản có trưng cầu dân ý hay không? nói như con chó. Cái tao hỏi chúng mày này, cái khi mà chúng mày bắt được người dân chúng tao đấy, bắt được người dân đấy, chúng mày giết rồi ăn cướp đấy, ăn rồi mang máy chém đi chém hết cả thôn rồi xóm, chúng mày có mang ra, có mang có hỏi qua ý dân không hả? Ngày Đúng nay chúng rồi. mày kêu ai hỏi theo ý dân? Đấy, xây dựng ra cái luật 10 năm 9 thì hỏi ai? Có hỏi dân không? Cho nên chúng mày ngu, tao nói này, cái thằng Mỹ nó có đi hỏi chúng mày không? Chúng mày đánh thuê cho nó đó. Chúng mày coi dạ, coi, tao nói đơn giản này này. Thằng Mỹ nó trục xuất một lúc 8.700 người cút khỏi nước Mỹ đó. Thì chúng mày có dám vác cái cờ ba que ra đảo đảo không? Có dám không? Không dám đúng không?
Làm sao mà về Việt Làm Nam sao to tiếng lắm dám. trời đấy, chửi Việt Nam kinh khủng thế. À, chúng Cảm mày ơn chửi Việt không? Nam kinh khủng thế. Cho Trần Ngọc Vy này xuống hầm cầu, xúc phạm lãnh tụ. Cho nên tao nói cho chúng mày biết này, chúng mày chỉ hơn con chó một đôi đũa. Hồ Huy hò hủng cái gì ạ? Mày là cái thằng phúc vật. Mày, chúng mày bây giờ mang cái xác của ông Ngô Đình Diệm với lại mang cái xác ông anh em nhà Ngô Đình Diệm ra kiếm ăn đúng không? Chúng mày mang cái xác của thằng Ngô Đình Diệm đó, mà thằng Ngô Đình Diệm là ai giết? Chính người chúng mày giết đó. Không vâng Đúng không? lời bố Mỹ nên em bị giết thôi, có gì đâu. À, chúng mày chứ? Xin Tao chào ngu bụng như bự. con chó này còn mở miệng ra nói ngu. Đi con đi mẹ chúng mày á. Giờ xin tên ai? Xin tên tôi là Dương Văn Vi nhá, Chúng mày ở còn kia Việt là Nam. Cố Gia Hoàng ở bên Đài Loan nhá. Chúng mày ở Việt Nam mà chúng mày đòi về cộng sản người ta phải cung cấp tiền cho chúng mày giống như nước Mỹ thì chúng mày đóng thuế nhiều đi. Chúng mày có đóng thuế bằng nước Mỹ không? Tao đang ở Đài Loan này. Nha. Tao đi làm một tháng, ví dụ như một tháng 1.000 đô nha, phải đóng cho chính phủ ở bên này mất một phần rồi, mình được hai phần. Nghe chưa? Hiểu chưa chó? Tù má mày. Nhưng mà con cháu đi học đấy thì không phải đóng tiền. Thì đóng thuế nhiều quá nặng rồi. Thuế nhà mày biết tao thà đóng một tháng thuế nhà bao tiền không? Chào bé Nhi Vũ. 500 đô một tháng. Ở Việt Nam có làm được 500 đô một tháng không? Thì lấy tiền đâu đóng? Thì người ta đóng nhiều thì người ta phải được ăn nhiều. Thì người ta phải được hưởng. Đúng. Thì chúng mày ở Việt Nam đấy, chúng mày đóng cái gì? Một tháng chúng mày đóng một hộ được 100.000. 100.000 tiền thuế. Là chúng mày đi ra đường chúng mày núm cái cổ áo cảnh sát này. Chúng mày chửi người ta là chúng tao đóng thuế cho mày ăn, chúng tao nuôi chúng mày. Cái khi Cô mà ơi, cháu ở Việt Nam á, cháu hình như cả năm cháu chả phải đóng thuế gì, hình như chỉ đóng góp vào xây dựng mày nông ở thôn mới à, một chút chúng ơi thôi, chả phải đóng chúng chúng thuế cho nhà nước gì hết á. chúng mày là ngu như này này. Cái tiền đóng thuế của chúng mày đã đủ tiền nuôi cái bọn trẻ mồ côi chưa? Chưa đủ tiền nuôi trẻ mồ côi. Thế mà chúng mày dám mở miệng đây chúng mày chửi là đóng tiền nuôi chúng mày rồi là chửi người ta là tay sai của chúng mày phải giám sát. Tao nói cho chúng mày biết này, chúng mày mà ở nước Mỹ hoặc là nước tao đang ở này là nó cho chúng mày lên bàn thờ ngồi vĩnh viễn luôn, không phải cần phải làm cái gì nữa. Có người nấu cơm mang lên nước cúng rồi. Ăn Ăn tôi cơm cả nải à? À, ăn ăn chuối cả nải, ăn gà cả con đúng không? máy hết pin này đồng chí ạ. Hết biển pin này. Thôi khuya rồi. Xin tạm biệt mọi người. Nói với ba que Vâng, này á thì em chào cô nhé. đầu óc ngu này á thì nói với cái con chó nó đang còn giá trị hơn. Vì cái bọn này Vâng. nó đâu có học thức gì đâu mà nó có biết cái gì đâu. Nên là nói tàm lam thôi. Nói tàm bậy tàm bạ. Cái khi mà Bọn nó chưa chiến tranh xàm quen rồi, bọn nó xàm theo tân thái Benny Trương quen rồi gọi. Ừ. Thêm cái đám dân chủ cuội trong nước này càng ngày nó càng xẻo xàm xàm xí đú. tao nói cho cái thằng Am Lê Nguyễn biết này, tao biết mày là ở bên Mỹ nha, đi con đĩ mẹ mày ăn 3 vạn bát máu lộn nha. Tao nói cho cái loại ba que xỏ lá chúng mày biết này, cái đời của chúng mày chỉ đi rửa lộn cho thằng Mỹ mà nó cũng đéo mượn, chỉ đi rửa móng chân cho nó để kiếm ăn thôi nha. Chúng mày không đủ tư cách nói về Việt Nam, chúng mày đâu phải người Việt Nam mà nói, nghe chưa? Chúng mày không đủ tư cách. Đủ tư cách về đứng trước mặt chúng tao nói đi. Tao là cái người vặn răng chúng mày này, cắm vào lồn ấy. Hiểu chưa? Đi con đĩ mẹ chúng mày. Thôi nha, bye bye nha. Bọn vâng, bye Mày hết cô, chào cô nhé. Đấy. rồi. Ừ, thôi Bọn mai nó nha. công dân hạng tư thế giới, vâng, bọn nó công dân hạng tư thế giới thì bọn nó có biết cái gì, không đủ tư cách gì để xía mỏ Việt Nam.
Đấy.